chương 109. Hắc Vũ Hồng Quang. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 109. Hắc Vũ Hồng Quang ngự long môn đệ tử vậy mà sớm đã thủ tại phía trước, chuẩn bị quét dọn cá lọc lưới. Đây khắp núi đồi bầy rắn tại tiếng sáo bên trong vọt tới, hình ảnh này để cho người ta rùng mình. Vệ dung sắc mặt trắng bệt, thầm nói. Kinh thành làm sao làm? Cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra, kinh thành thủ vệ đi nơi nào. Đúng vào lúc này, đột nhiên thanh âm ùng ùng từ kinh thành phương hướng truyền đến, Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng đem hồ linh nhi nắm lên để ở sau lưng trong bao quần áo, thấp giọng nói. Lui lại. Vệ dung vội vàng lui lại, hai người vừa mới rời khỏi trăm trượng, đột nhiên chỉ thấy bầy rắn táo động, phản phất hướng chịu nổi sợ hãi ghê gớm, điên cuồng bầy rắn hướng bọn hắn bên này vọt tới. Loại trừ bầy rắn, còn có những cái kia ngự long môn đệ tử cũng hoảng hốt lo sợ nhào nhào nhảy lên đầu rắn đại xà bơi lội như bay hướng tầng một bọn hắn đánh tới lưng tựa lưng tầng một quát to một tiếng vệ dung hiểu ý lập tức cùng hắn dựa chung một chỗ gỡ xuống trên lưng hộp kiếm nặng nề quẳng xuống đất hai tay khép lại mỗi cái tay riêng phần mình hai ngón tay cùng nổi lên bấm kiếm quyết hộp kiếm mở ra keng 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 từng cái phi kiếm dâng lên thứ tự liên kết mũi kiếm hướng phía dưới. Tiếp lấy từng cái kiếm ông một tiếng tách ra, quay chung quanh tầng mục cùng hắn vần quanh một vòng, mũi kiếm hướng ra phía ngoài nhanh chóng xoay tròn. Tầng mục kinh ngạc, vệ dung một chiêu này cũng không phải là học viện truyền lại, so học viện phái sĩ tử tu luyện kiếm pháp tinh diệu hơn rất nhiều, xem ra hẳn là hắn gia truyền kiếm pháp. Vệ dung nói vệ gia là giang lăng đại phiệt, hiện tại xem ra đồng thời không có khoác lác. Bày rắn chen chút mà đến, tầng mục nguyên khí bộc phát trước người sau người lập tức hiện ra từng cái kim sắc vòng tròn, từng đạo kiếm quan từ đó bắn ra, hướng vọt tới đại xa cùng đầu rắn bên trên những cái kia ngự long môn đệ tử đâm tới. Đây là hắn từ tương long thành cổ miếu tượng thần trên người lĩnh ngộ ra pháp môn, giống như là thần thông cũng không phải thần thông, lực công kích rất là không yếu, những cái kia vọt tới đại xa bị từng đạo kim sắc kiếm quan bắn bị thương, liền sẽ tránh đi bọn hắn, hướng một bên bơi đi mà đầu rắn bên trên những cái kia ngự long môn đệ tử bị kiếm quan của hắn quấy nhiễu, không rảnh đánh trả. Những người này cùng rắn không giống như là muốn công kích bọn hắn, mà giống như là đang chạy trối chết, chỉ là vọt tới bầy rắn thực sự quá nhiều, cho dù là tầng mục cũng khó có thể ép ra tất cả đại xà, những này đại xà giống như thủy triều tuôn đi qua, rất nhanh liền muốn đem hai người bao phủ. Vệ dung hét lớn, từng cái phi kiếm quay chung quanh hai người nhanh chóng quay, cắt đứt vọt tới thân rắn, điện quang ánh lửa chi ầm ầm rung động, từng khối cực lớn vẫy rắn bị cắt đến bắn bay, còn có đại xà bị cắt phá huyết nhục, rất là thê thảm. Vệ dung áp lực đột nhiên tăng, có chút gánh không được, Tần mục lập tức biến chiêu, sông trưởng giao thoa, nguyên khí như cùng một dòng sông lớn dân trào chạy, hóa thành dòng nước, xung kích những cái kia cực lớn thân rắn, hắn trong bao quần áo Hồ Linh Nhi cũng liền liền thôi động pháp thuật, nhấc lên một luồng cực lớn vòi rồng, đem từng đầu đại xà cuốn lên. Hai người một hồ áp lực càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này thanh âm ung ung tiếp cận, từng con mọc tra lông đen màu đỏ thắm màu cự điểu giữa rừng núi chạy như bay, những cái kia cự điểu như là hành động bè phái nhỏ, cự mỏ dài đến mấy trượng, đi tại núi rừng bên trong như là đi tại trong bụi cỏ, móng vuốt sắc bén trảo núi đá vỡ nát, cự mỏ mổ bên dưới, liền mổ vào một con đại xà, bốn phía loạn vứt. Mà trên lưng chim đứng đấy năm sáu cái tướng sĩ, bên hồng khoác túi đựng tên, cầm trong tay trường cung, không ngừng dương cung bắn về phía bị cuộc bay ngự long môn đệ tử, mỗi một cái ngự long môn đệ tử bị quăng ra đầu rắn, liền bị lập tức bắn thành tổ ong vò vẽ. Bọn hắn túi đựng tên cất ở bên hông, không cần hướng phía sau cầm tiễn, chỉ cần thấp một cái tay liền có thể rút ra mũi tên cài tên liền bắn, bởi vậy bắn tên tốc độ cực nhanh. Cái kia cự điểu bay mạnh mẽ đâm tới, đem bầy rắn tách ra, cực lớn vuốt chim hạ xuống, bắt lấy đại xà, lợi trảo có thể đâm thật sâu vào đại xà thân thể, sẽ thành đỏ quan đại xà da tróc thịt nát. Bầy chim đuổi theo bầy rắn thẳng đến bọn hắn bên này mà đến, vệ dung vui vẻ nói. Là kinh thành thủ vệ quân bên trong cung tiễn kỵ binh. Bầy chim rất nhanh liền tới đến bọn hắn phía trước, hướng bọn hắn chạy tới, mấy cái cung thủ nhìn thấy tần mục cùng vệ dung, lấy làm kinh hải, vội vàng kéo một cái dây cương, để hắc vũ hồng quan đại điểu vòng qua bọn hắn, cao giọng nói. Phía trước còn có sĩ tử còn sống, mọi người coi chừng, không muốn đụng đến sĩ tử. Bá bá bá, trên lưng chim từng mặt đại kỳ tính cả cột cờ cùng một chỗ bắn xuống, cắm ở tầng mục trước mặt. Thật bản lãnh. Trên lưng chim mấy cái tướng sĩ nhìn thấy tầng mục trưởng pháp cùng vệ dung kiếm pháp, đều là thét tán thưởng, khen. Có thể từ ngự long môn bày rắn vây công bên dưới sóng sót sĩ tử, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đằng sau vọt tới bầy chim thấy được những này lá cờ, lập tức hướng hai bên lách qua, tránh đi tận một đám người sau một lúc lâu bầy chim cùng bầy rắn đi xa tần mục nhẹ nhàng thở ra phía sau vệ dung đem phi kiếm thu hồi hộp kiếm đặt mông ngồi dưới đất hô hô thở tần mục quay đầu nhìn lại chỉ thấy núi rừng bên trong có cự thú chém dết cự xà như rồng giữa rừng núi khuấy lên thanh thế kinh người hẳn là ngự long môn thiếu môn chủ rồng kiều nam cùng cung tiễn kỵ binh gặp ra tay đánh nhau lại qua một lát kinh thành đến tiếp sau quân đội đánh tới lần này tới chính là kiếm vệ, từng mai từng mai kiếm hoàng bay lên không, ánh sáng lóa mắt, nghìn vàng đạo phi kiếm hướng phía dưới vọt tới, để ngự long môn thương vong thảm trọng, rồng kiều nam mang theo cự xà trút đi, vô số hình thể khá nhỏ đại xà nhau nhau bơi tới con cự xà kia trên người, ngự long môn rất nhiều đệ tử nhau nhau bay lên không, cũng rơi vào cự xà trên người. Cái kia cự xà vậy mà phun ra yêu vân, đằng không mà lên, khống chế yêu vân đi xa, yêu vân bên trong lôi điện dày đặc đằng sau kiếm vệ truy sát tới, khoảng cách tầng một bọn hắn càng ngày càng xa. Còn có sĩ tử sống sót hay không? Núi rừng bên trong một thanh âm cao giọng hỏi. Có, chúng ta vừa rồi thấy được hai vị sĩ tử. Chỉ có hai vị sĩ tử ư. Thanh âm trầm mặt xuống. Từ nơi nào phát thuyền? Hẳn là quận Giang Lăng, quốc sư Cố Hương. Đáng chết. Ngự Long Môn tập kích quận Giang Lăng sĩ tử thuyền rõ ràng là muốn đã kích quốc sư uy vọng, cũng trách ta bọn họ thủ vệ không chu toàn. Các ngươi đi theo ta, đi gặp hai vị kia sĩ tử. Sau một lúc lâu, mấy cái cự điểu chạy như bay tới đến tầng một đám người trước mặt, từ trên lưng chim nhảy vị kế tiếp toàn thân giáp trụ tướng lĩnh, nhìn về phía tầng một cùng vệ dung, tiếng như hồng chung, nói. Hai vị sĩ tử, cũng biết trên thuyền có bao nhiêu người. Tầng mục không có đếm kỹ, chần chờ nói đại khái ba năm trăm người cái kia tướng lĩnh khóe mắt nhảy lên ba năm trăm vị sĩ tử vệ dung vội vàng nói tướng quân sĩ tử bên trong không ít đều biết phi hành thuật thần thông giả ta nhìn thấy rất nhiều người từ trên thuyền bay ra bọn hắn hẳn là còn sống cái kia tướng lĩnh lắc đầu bọn hắn cũng không có một cái nào sống sót ở giữa không trung liền bị ngự long môn phi xà ăn đi các ngươi là còn sót lại hai người vệ dung giật nảy mình, hướng tần mục nhìn lại, nếu như không phải tần mục cơ linh sớm đem hắn ném thuyền, hắn cũng sẽ chết trên thuyền. Tần mục đem hắn ném xuống thuyền về sau, mang theo hắn đạp gió mà đi, thẳng đến phía dưới núi rừng, hắn còn tại buồn bực vì cái gì tần mục không trên không trung chạy, tốc độ càng nhanh, lại không nghĩ rằng phạm là phi hành trên không trung sĩ tử hết thảy chết rồi, chỉ còn lại có hai người bọn hắn còn sống. Tần huynh đệ, ta cái mạng này là ngươi cho sau này ngươi chính là ta thân huynh đệ hồ linh nhi buồn bực nói vệ béo mạng của ngươi không phải cha mẹ cho ư vệ dung vội vàng nói tái sinh phụ mẫu là tái sinh phụ mẫu tiểu hồ ly ngươi không muốn lúc nào cũng làm loạn ta đang muốn nói xuất phát từ tâm can lời nói bị ngươi quấy rầy một cái ta liền quên hết rồi cái kia tướng lĩnh kinh ngạc nói ngươi họ vệ giang lăng vệ gia vệ Vệ Dung gật đầu, ta chính là tới từ Giang Lăng Vệ gia. Cái kia tướng lĩnh thở phào một cái, nói: quả nhiên là Vệ Quốc công người nhà. Vệ công tử, quốc công nhìn thấy ngươi không có xảy ra chuyện, nhất định vui vẻ. Vì tiểu ca này họ Tần, không phải là kinh thành Tần gia Tần. Tần Mục lắc đầu, cười nói: ta Tần, không phải cái kia kinh thành Tần gia Tần. Ta đến từ Lệ Châu phủ cái kia tướng lĩnh nói. Nguyên lai là lệ châu phủ. Hai vị sĩ tử, còn xin mau sớm vào kinh thành, ngự long môn thế lực khá lớn, khó đảm bảo còn có dương nhiệt. Người tới, đưa hai vị sĩ tử vào kinh thành. Một con cự điểu đi tới, trên lưng chim tướng sĩ cười nói. Hai vị sĩ tử mời lên chim. Tần mục cùng vệ dung nhảy lên chim lưng, chỉ thấy cái này trên lưng chim rất là rộng lớn, còn có rộng rãi bông thuyền cố định tại trên lưng chim, có thể đứng ở phía trên. Cái này hắc vũ hồng quan cự điểu bước chân, hướng kinh thành chạy như bay. Cái kia tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói. Vệ quốc công là triều đình nhất phẩm đại quan, còn tốt người nhà của hắn không có xảy ra chuyện. Nếu không ta chức quan liền khó bảo toàn. Một cái khác họ tần thiếu niên không biết tần gia. Quần áo của hắn xem ra rất là không tệ, thực lực cũng rất bất phàm, chỉ có đại phiệt nhà mới có thể dạy dẫn xuất như vậy xuất sắc con cháu. Chẳng lẽ lệ châu phủ cũng có một cái tầng gia? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 110 Ngoài truyện Người Điết Thiên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thư hữu dư dung, một thần ký, ngoài truyện Người Điết Thiên Thiên Đồ Quốc Khai Quốc Hoàng Đế Mai vấn tâm bởi vì lấy được thiên hạng bảo đồ mở ra con đường tu luyện, là lấy trong khi thành lập vương quốc lúc, là kỷ niệm bảo đồ mạng tên là thiên đồ, thiên đồ quốc tên, cũng bởi vậy mà tới. Bởi vì Mai Vấn Tâm lấy họa đạo nhập thánh, dẫn vô số họa đạo người mới vào nước, thiên đồ quốc thượng họa chi phong cũng bởi vậy thành hình, học họa người nhiều, đối bên người cảnh đẹp cũng càng thêm trân quý, mà thợ thủ công sở kiến xây nhà phòng cũng trở thành từng đạo phong cảnh trong đó lấy thiên đồ quốc thủ đô như yên thành là nhất. Như đại lục chư quốc đến thứ bài danh, như Yên Thành tại phong cảnh phương diện này tuyệt đối đứng hàng đầu bảng. Một ngày này, thiên đồ quốc quốc chủ Mai Diệu Tiên trong cung một gian phòng bên ngoài đi qua đi lại, một đoạn thời gian sau đó, một tiếng hài nhi khóc nỉ non kết thúc vị này đế vương dạo bước, hắn vội vàng chạy đến trước cửa, hỏi thăm cái kia mới vừa mở cửa nữ thái y tình huống như thế nào, nhưng nữ thái y nhưng thần sắc dị thương. Nhìn lấy vẻ mặt mong đợi hoàng đế, nhất thời im lặng, sau đó liền hướng hoàng đế nói ra. Hoàng tử không lo bình yên, nhưng hoàng hậu nhưng bởi vì khó sinh chảy máu, thêm thân thể suy yếu, sợ là không còn sống lâu nữa, bệ hạ vẫn là nhanh đi thấy hoàng hậu một lần cuối đi. Hoàng đế nghe, vội vàng chạy vào đi, nhìn lấy trên giường hư nhược hoàng hậu, nắm chặt hoàng hậu tay hỏi. Tuyết nhi ngươi cảm giác thế nào? Hoàng hậu dậy dù lấy đứng dậy, hoàng đế vội vàng đỡ nàng dậy ngồi xuống, đợi hoàng hậu ngồi xuống vừa vặn cung nữ đem thanh tẩy xong thân thể hoàng tử ông lấy, liền hướng hoàng đế nói đem hài tử ông tới ta xem một chút đi hoàng đế thận trọng đem hài tử cho hoàng hậu hoàng hậu ông hài tử cười nói ngươi nhìn con của chúng ta nhiều đáng yêu a à, đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn khỏe mạnh trưởng thành mai diệu tiên nghe vội vàng nói sẽ không đừng nghĩ như vậy ngươi nhất định có thể nhìn lấy con của chúng ta khỏe mạnh phát triển lấy vợ sinh con hưởng niềm vui gia đình vị này gặp chuyện từ không hoảng hốt, bất kể thời khắc bình tĩnh đế vương, giờ khắc này, nhưng bối rối thất thố. Hoàng hậu nhìn trước mắt trượng phu bối rối thất thố, nhất thời bật cười. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, đều hoảng thành dạng gì, kỳ thật a, à, sớm tại ta biết hai tử một ngày kia trở đi, ta liền có chuẩn bị tâm tư, ta cũng dự liệu được một ngày này, không cần vì ta thương tâm. Mai Diệu Tiên cao mày. Ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho trẫm. Nếu sớm biết như vậy trẫm nói cái gì cũng sẽ không để ngươi như thế. Hoàng hậu nhìn trước mắt hoàng đế. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho đứa bé này sinh ra tới, có thể đây là con của chúng ta, ta thà mình bị chết cũng không hy vọng hắn chịu đến một chút tổn thương, hơn nữa hoàng thất hương hỏa muốn kéo dài tiếp, đây cũng là tất nhiên kết quả, ta hiện tại chỉ hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh phát triển, như thế, ta cũng yên lòng hoàng đế nhìn lấy trên giường mặc dù suy yếu, nhưng như cũ ông thật chặt hài tử hoàng hậu, nhất thời im lặng. Một ngày này, hoàng cung truyền ra hai cái tin tức, thiên độ quốc cái này một đời thái tử ra đời, cùng hoàng hậu ngày mất. Thái tử đặt tên là Mai Niệm Tuyết, dùng cái này ký thác Mai Diệu Tiên đối với vong thê tưởng niệm. Mấy năm về sau, cái kia trong tả lót hài nhi trưởng thành, mặc như quan ngọc, thiên tư thông minh, nhất là tại thư họa phương diện càng được xưng là vạn năm kỳ tài khó gặp, bất kỳ cái gì hòa kỹ hòa pháp chỉ cần ở trước mặt hắn biểu thị một lần, liền có thể bắt chước không quá ba ngày, liền có thể thuần thục sử dụng. Thiếu niên mai niệm tuyết thiên tư tuy cao, nhưng không từ đức, lại từng có hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, ngữ điệu thường đi ra cửa cung, cùng trong thành khác biệt hòa phái bên trong người luận bàn hòa kỹ, thua liền khiêm tốn thỉnh giáo, thắng cũng không kiêu ngạo mà là tiếp tục tìm kiếm cái khác họa sĩ luận bàn học tập. Hòa sĩ si, tên cũng tại Như Yên Thành lưu truyền ra tới. Các họa sĩ cũng vui vẻ tại cùng thái tử luận bàn tỷ thí. Đợi cho Mai Niệm Tuyết 15 tuổi lúc, Như Yên nội thành, loại trừ phong bút nhiều năm thế hệ trước họa sĩ, thế hệ tuổi trẻ chưa có có thể cùng đang vẽ đạo chống chọi người. Người đương thời cảm khái, thái tử cho là họa công tử, Như Yên họa sĩ ít có thế địch. Lời này dần dần lưu truyền, hòa công tử tên cũng dần dần thay thế đi qua hòa si danh hào có thế như yên nội thành hòa sĩ nhưng ít có người rõ ràng vì cái gì mai niệm tuyết chấp mê tại họa đạo mặc dù thiên đồ quốc lấy hòa đạo nổi tiếng mặc dù chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm mai niệm tuyết một cái liền bắt được cái kia so sánh lệch hòa trục hết thảy đều bắt nguồn từ mai niệm tuyết ban đầu tiếp xúc đến họa đạo lúc đương hòa sĩ vẽ xong cái kia họa bên trong chim tước từ bên trong bay ra hắn liền suy nghĩ nếu là hắn đem mẹ chân dung vẽ ra đến như vậy mẹ ruột của hắn biết hay không biết cũng tự trong tranh đi ra đến không chỉ là mai diệu tiên thiếu niên mai niệm tuyết cũng thật sâu tưởng niệm lấy cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân nhưng hắn nhưng chỉ là tại mai diệu tiên thư phòng nhìn thấy mẫu thân chân dung xa xa nhìn thấy một chút sau đó liền bị mai diệu tiên đuổi ra khỏi thư phòng đồng thời cấm chỉ hắn lại đi vào gian thư phòng kia bởi vì mai diệu tiên cũng không biết làm như thế nào cùng mai niệm tuyết giải thích, người khác hài tử có mẹ, mà mẹ ruột của hắn lại ở đâu. Cho nên, đương mai niệm tuyết vừa mới bắt đầu tiếp xúc hòa đạo thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này, đồng thời có nhân sinh một mục tiêu. Nhất định muốn học tập hòa đạo, để mẹ từ trong tranh đi ra đến, như vậy, hắn liền có thể giống như những hài tử khác đồng dạng, bị ủy khuất có thể bổ nhào vào mẹ trong lòng ngực. Mà không phải chỉ có thể một người tìm tới một cái gốc không người, yên lặng gào khóc, mà một năm kia Mai Niệm Tuyết, mới vừa đầy 7 tuổi. Mai Niệm Tuyết si mê họa đạo, thường xuyên chạy ra cung, mà Mai Diệu Tiên cũng vui vẻ đến như thế, bởi vì đương Mai Niệm Tuyết dần dần lớn lên, dáng dấp cùng mẹ của hắn, càng lúc càng giống. Mỗi khi thấy Mai Niệm Tuyết, hắn đều khó mà ức chế nhớ tới Tuyết Nhược Sương, cái kia vĩ đại mẫu thân, hắn tình cảm chân thành. Thời gian lưu chuyển, đương Mai Niệm Tuyết thời điểm thành niên, Mai Diệu Tiên liền dẫn Mai Niệm Tuyết đi tổ từ đường, tế tự tiên tổ, cũng là bắt đầu để Mai Niệm Tuyết bắt đầu tiếp xúc thiên đồ quốc hoàng thất một chút bí ẩn. Tổ từ đường bích họa, ghi lại khai quốc hoàng đế Mai vấn tâm một chút quan vinh sự tích, trong đó cũng có cái kia lưu truyền rộng rãi tấm kia thiên đồ Mai Diệu Tiên mở ra tổ từ đường bên trong mật đạo, mang theo Mai Niệm Tuyết đi vào, mật đạo hai bên, khắc họa lấy rất nhiều hung cầm mảnh thú, nhìn lấy phản phất muốn từ vách đá bên trong nhào ra đến mà đi tại trong mật đạo hai cha con đều biết mật hai bên đường hung cầm mãnh thú đều là họa thú cũng là tổ từ đường thần hộ mệnh không bao lâu hai cha con liền đi tới mật đạo cuối cùng nơi đó có một trương thiên nhưng bạn đá phía trên trưng bày chính là cái kia cái gọi là thiên đồ mai diệu tiên đi đến cái nào thiên đồ bên cạnh chỉ vào cái kia thiên đồ đối với mai niệm tuyết nói ra niệm tuyết ngươi cũng biết cái này là vật gì mai niệm tuyết lập tức liền trả lời thiên đồ, ta thiên đồ quốc lập quốc cốc trễ. Mai Diệu Tiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói. Người đời đều cho rằng lấy thiên đồ chính là ta thiên đồ quốc khai quốc hoàng đế mai vấn tâm kỳ ngộ, là ta thiên đồ quốc lập quốc gốc trễ. Có thế chưa có người biết, cái này thiên đồ bất quá là năm đó tiên tổ vì che giấu chân chính kỳ ngộ một cái chướng nhãn pháp, đây mới là ta thiên đồ quốc chân chính lập quốc gốc trễ. Dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông, Bút lông toàn thân ngâm đen, đồng thời không nổi bật. Mà khi Mai niệm tuyết lực chú ý đều tại cái kia trên bút lông lúc, Mai Diệu Tiên mới tiếp tục nói. Năm đó tiên tổ đến này bút nhận chủ, chẳng qua ba ngày, liền mở ra linh thai thần tạng, bắt đầu con đường tu luyện mà cái này thiên đồ, bất quá là là năm đó tiên tổ mở ra linh thai thần tàng đạt được pháp bảo, tuy có chút chỗ kỳ lạ, nhưng kém xa cái này thần bút, sau đó tiên tổ cảm thấy cái này bút bất phàm, lại thất phu vô tội mang nọc có tội, vì che giấu cái này thần bút mới có cái kia thiên đồ truyền thuyết, bây giờ niệm tuyết ngươi cũng có 18, đến thử xem phải chăng có thể để. Cái này thần bút nhận chủ. Dứt lời, liền cầm trong tay bút lông đưa cho Mai niệm tuyết. Mai niệm tuyết nắm chặt trong tay bút lông, ý niệm chìm vào trong đó, cảm giác tự mình dường như đi vào một cái kỳ lạ không gian, nơi đó loại trừ một cái huyết hồng bên ngoài cửa chính, chính là bóng tối vô tận mà khi mai niệm tuyết nhìn lấy cái này phiến đại môn lúc, trong đầu quanh quẩn lấy một thanh âm, đẩy ra nó, đẩy ra trước mắt môn. Đương mai niệm tuyết đẩy ra cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngầm lúc, đi vào một cái mờ tối địa phương, người ở đó mặc áo tù, đầu lưỡi bị lôi ra miệng, còn có âm sai ăn mặc người, dùng kìm sắt, đem cái kia phạm nhân đầu lưỡi một chút lôi ra miệng, càng kéo càng dài. Mai niệm tuyết làm gì hướng về phía trước chạy, mà chung quanh âm sai cùng phạm nhân nhưng phản phất không nhìn thấy mai niệm tuyết đồng dạng. Phạm nhân tiếp tục khóc gào, âm sai tiếp tục trút ra phạm nhân đầu lưỡi. Phía trước có một cái cửa lớn màu đỏ ngòm mai niệm tuyết vội vàng đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa kia lại phát hiện, phía trước còn có một cái cửa lớn màu đỏ ngòm, nhàn sắc so sánh với trước càng sâu, mà lúc này, mai niệm tuyết cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi kia trường cảnh, cùng 18 tầng địa ngục bên trong trút lưỡi địa ngục, hơn nữa hình như đều không nhìn thấy ta, vậy ta liền đi phía trước nhìn xem, qua trúc lưỡi địa ngục, như vậy tiếp xuống hẳn là địa ngục giao kéo, đã tới, bọn hắn cũng không nhìn thấy ta, vậy ta liền nhìn xem, cái này 18 tầng địa ngục là bộ dáng gì. Mai niệm tuyết đẩy ra đại môn này, quả nhiên như dự đoán bên trong, địa ngục giao kéo, cái kéo kéo phạm nhân 10 cái ngón tay, tay đứt ruột xót, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. Mà lúc này mai niệm tuyết đã từ vừa mới bắt đầu sợ hãi bên trong chậm lại, nhiều năm học họa đã thành thói quen, để hắn mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng không có mất đi bình tĩnh, ngược lại bắt đầu quan sát cái này địa ngục giao kéo đi lên, sau đó đi ra ngoài. Nếu là địa ngục giao kéo, như vậy nói rõ suy đoán của ta không có phạm sai lầm, 18 tầng địa ngục đã đi qua hai tầng, như vậy còn lại tầng 16 qua về sau, liền hẳn là có thể đi về. Dứt lời, liền đẩy cửa vào mai niệm tuyết đi qua thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục. Đi qua mỗi một tầng địa ngục lúc, mai niệm tuyết đều không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, đau sơn địa ngục đối mai niệm tuyết tới nói như dẫm trên đất bằng, mai niệm tuyết cũng dần dần yên lòng, khi đi đến tầng cuối cùng lúc, phía trước đại môn đã kinh biến đến mức đen nhánh. Đương mai niệm tuyết mở cửa lớn ra lúc, phát phát hiện mình nằm ở trên giường của mình, bên cạnh thị nữ thấy mai niệm tuyết tỉnh lại, liền lập tức chạy ra, một bên chụp ảnh, một bên gọi. Tỉnh tỉnh, thái tử đã tỉnh lại. Không bao lâu, Mai Diệu Tiên mang theo thái y đi tới Mai Niệm Tuyết trước giường, đợi cho thái y kiểm tra hết, xác định Mai Niệm Tuyết thân thể không ngại, chỉ là lâu không ăn có chút suy yếu về sau, Mai Diệu Tiên liền để trong phòng những người khác lui ra ngoài. Niệm Tuyết, thần bút nhận chủ ngươi nhìn thấy cái gì? Mai Niệm Tuyết lắc đầu nói. Ta cảm giác tự mình phản phất là đi một chuyến 18 tầng địa ngục, sau khi đi ra, liền nằm ở nơi này. Vậy ngươi bây giờ có thể đem cái kia điện một cảnh tượng vẽ ra tới sao? Ta thử một chút xem sao, về sau, mai niệm tuyết liền bắt đầu, trên giấy muốn vẽ ra trước khi đến chứng kiến hết thảy, nhưng kỳ quái là, loại trừ chi kia thần bút, cái khác bút, nắm chặt liền đoạn, mà sử dụng thần bút muốn vẽ ra đến cái kia 18 tầng điện một lúc, hạ bút cái kia một cái chớp mắt, mai niệm tuyết liền cảm giác bản thân nguyên khí bị trong tay thần bút trút khô, sau đó liền cảm giác kiệt lực. Mai Diệu Tiên nhìn ra không đúng, dò hỏi: "Làm sao vậy, Niệm Tuyết, họa không ra ư?" Từng vừa mới hạ bút, liền cảm giác toàn thân nguyên khí bị rút sạch, trên tay cũng mất khí lực. Thì ra là thế, nguyên khí không đủ, ha ha ha, nguyên khí không đủ, nói rõ cái này 18 tầng địa ngục là một môn ghê gớm pháp thuật a, Niệm Tuyết ngươi bây giờ không cách nào thi triển, là bởi vì tu vi của ngươi không đủ, họa đạo không đủ để gánh chịu lấy pháp thuật sử dụng làm ngươi tu vi đầy đủ lúc, tin tưởng ngươi có thể thi triển ra, không nghĩ tới cái này thần bút bên trong lại tạng có cao minh như thế thuộc pháp, niệm tuyết, thật tốt tu luyện, đợi cho ngươi có thể hoàn chỉnh thi. Triển cái này pháp thuộc lúc, ta thiên độ quốc cũng không cần lo lắng cái kia nhung lan quốc. Mai niệm tuyết vốn là say mê thư họa, nghe lời này, càng là vui vẻ. Mà ngày mai tử bên trong, càng ngày càng say đắm ở thư họa chi đạo, cả ngày đợi trong thư phòng vẽ tranh, liền là có người thuyết phục hắn đương du lịch bốn phương mở mang tầm mắt cũng bị hắn một câu hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền chặn lại trở về mà mai diệu tiên bởi vì thần bút sự tình cũng ngầm cho phép hòa thánh từng đến như yên thành lúc lời như là người phương nào có thể đem như yên thành cái này trăm bước một cảnh hòa vào một họa bên trong đó chính là cái này đạt đến trên đời này nhất đẳng họa đạo vì vậy mai niệm tuyết bắt đầu họa cái này như yên thành muốn đem cái này trăm bước một cảnh hòa vào một họa bên trong về sau liền bắt đầu nhưng hắn họa đạo một nửa lúc nhung lan quốc liền đã bắt đầu tiến đánh thiên đồ quốc thiên đồ quốc không địch lại đợi cho hắn vẽ xong cái này như yên thành đồng thời đem cái kia trăm bước một cảnh nhục dục một lời lúc như yên thành đã bị công phá cái kia trăm bước một cảnh cũng chỉ là tồn tại ở trong bức tranh nhìn lấy cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi như yên thành nhìn thấy binh sĩ kia sách theo Mai Diệu Tiên đầu muốn đi tranh công lĩnh thưởng, Mai Niệm Tuyết điên rồi. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, có thế thành phá, nước mất, nhà cũng mất. Ta muốn lỗ tai này tác dụng gì? Dứt lời, liền móc ra đao cắt hai lỗ tai, nhìn lấy nhung lan quốc binh sĩ cướp bóc đốt vết, Mai Niệm Tuyết xuất ra cái kia bút, nhúng trên mặt đất máu của dân chúng nói. Đã như vậy muốn đem ta như yên thành biến thành địa ngục, vậy ta liền vẽ ra vậy chân chính địa ngục, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy ra cái này 18 tầng địa ngục. Mai niệm tuyết dùng cái kia bút, nhúng trên mặt đất máu của dân chúng, liền vẽ lên 18 bộ địa ngục đồ, hòa xong sau, liền điên điên khùng khùng chạy ra như yên thành, cái này 18 bộ địa ngục đồ phản phất mở ra địa ngục chi môn, như yên thành, biến thành một ngụm đại uyên nuốt sống nhung lan quốc trăm vạn đại quân, cái kia trăm vạn đại quân trở thành địa ngục một bộ phận, bị địa ngục quỷ thần ăn đi có chút cường giả muốn chạy đi cũng bị trong địa ngục ma thần kéo vào trong địa ngục. Như yên thành, cũng biến thành địa ngục vực sâu, không còn năm đó trăm bước một cảnh xinh đẹp. Mà mai niệm tuyết chạy sau khi ra ngoài, làm hắn thanh tỉnh lúc, đã đến đại khư, tại đại khư bên trong, hắn quen biết một người câm, người câm không biết nói chuyện, chỉ có thể a, à, a à gọi, mà hắn không có lỗ tai, người câm cho hắn chế tạo một đôi lỗ tai sắt, dựa vào cái này một đôi lỗ tai sắt, cái này một cái người điếc, một người câm nhưng trò chuyện rất hợp duyên, người câm muốn đi một cái gọi tàn lão thôn địa phương. Mai niệm tuyết nghĩ nghĩ, tự mình cũng không có nhà, không bằng dứt khoát, đi theo cùng nhau đi. Chờ đến cái kia, mai niệm tuyết liền bỏ đi qua tên, chỉ là tàn lão thôn người điếc. Về sau một ngày nào đó, trong thôn bà già kiếm về một đứa bé, người trong thôn bắt đầu bồi dưỡng hắn, giảng dạy hắn suốt đời sở học, không có ai biết, bọn hắn nuôi lớn hài tử, tương lai lại là. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 110 Thanh lâu hẻm hoa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 110 Thanh lâu hẻm hoa sau gần nửa canh giờ, lông đen màu đỏ cự điểu liền chạy đến kinh thành, tầng mục nhìn về phía trước. Trong lòng hơi rung, hắn đã thấy qua gian lăng thành. Trong lòng cực kỳ rung động, mà trước mặt kinh thành mang cho hắn chấn động còn muốn vượt qua gian lăng thành. Giang Lăng Thành là xây ở Kim Giang bên trên, thành cách mặt nước 30 trượng, có thể hùng vĩ. Mà tòa này kinh thành như là như cự long sơn mạch bên trên, hơn nữa không phải một dãy núi, mà là chín đầu sơn mạch. Chín đầu như rồng nằm sấp trên bình nguyên sơn mạch, ở kinh thành vị trí này hội tụ vào một chỗ, cửu long hợp lưu, đầu rồng gặp nhau chỗ, chính là kinh thành. Bực này khí thế bàn bạc, đầu tiên liền muốn vượt qua xây ở kim giang bên trên giang lăng thành rất nhiều cũng khó trách duyên phong để đối cái gọi là Giang Lăng Tân Thành các đức Long mạch xây ở đầu rồng phía trên thuyết pháp Lơ Đỉnh, kinh thành vốn chính là Cửu Long Chí Tôn, không cần để ý Duyên Khang Quốc Sư đè lên một con rồng Giang Lăng Tân Thành. Cửu Long bảo vệ kinh thành, mà khoảng cách kinh thành 30 dặm còn có 4 tòa doanh trại quân đội, mỗi một tòa doanh trại quân đội đều giống như một tòa thành thị khổng lồ như vậy, khoảng cách doanh trại quân đội 20 dặm địa phương còn có 8 tòa thị trấn, tuy là thị trấn nhưng cũng có thể so thành thị cái này tám tòa thị trấn xây dựng ở một dòng sông lớn bên cạnh đầu này sông là duyên khang quốc thứ hai đại giang đồ giang thủy bộ giao thông cực kỳ dễ dàng đệ nhất đại giang là dũng giang bắt nguồn từ đại khư tuy là thứ hai đại giang đồ giang nhưng có duyên khang long mạch danh xưng là chính thống long mạch mà kim giang là long mạch câu chuyện kỳ thật triều chính bên trong rất nhiều người đều không đồng ý cái này quan niệm tầng mục trông về phía xa cửu long hợp lưu kinh thành khí tượng phi phạm không hổ là thiên tử thống trị thiên hạ địa phương. Kinh thành lại còn giấu binh trong núi. Tần mục trông về phía xa cửu long sơn mạch, mơ hồ nhìn thấy binh qua chi khí, kinh ngạc nói. Trên lưng chim mấy cái tướng sĩ cũng là đồng dạng kinh ngạc, nhào nhào hướng hắn nhìn đến, một người trong đó nói. Tiểu huynh đệ trong quân đội có người. Lại còn biết trong núi giấu binh. Tần mục không có trả lời, hắn có thể nhìn ra cửu long sơn mạch bên trong có dấu thiên quân vạn mã, là bởi vì hắn thần tiêu thiên nhãn, người mù truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp bên trong trong đó có vọng khí chi thuật. Cái gọi là vọng khí, là xem số mệnh. Giống như kinh thành bực này đại quy mô đóng quân chỗ, binh qua chi khí dùng để trấn áp đế quốc số mệnh, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Cung tiễn kỵ binh tướng bọn hắn đưa đến kinh trước cửa thành liền cáo từ rời đi, tần mục cùng vệ dung ở cửa thành chỗ nghiệm qua đường dẫn, đi vào kinh thành. Dưới chân thiên tử tự nhiên phồn hoa đến cực điểm, tầng mục mặc dù từng tới Giang Lăng Thành, Giang Lăng Thành phồn hoa đã để hắn mở rộng tầm mắt, mà kinh thành lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này phồn hoa, nhưng đồng thời không có thương nhân tính toán chi ly, không chỉ có tài phú tích lũy, càng nhiều hơn chính là một loại văn hóa nội tình. Nơi này phòng ốc lâu vũ rất có hương vị, bên đường sư tử đá điêu khắc kỹ pháp cũng rất là khảo cứu, đại hộ nhân gia trên cửa câu đối cũng là đừng có thú vị còn có từng nhà trên cửa dáng môn thần cũng có một loại cảm giác kỳ diệu dường như những này môn thần thật có thể sống sót ngăn cản yêu ma quỷ quái gặp gì biết nấy xem xét một chiếc lá cũng biết xuân thu xem giọt nước mà biết biển cả tầng một quan sát bốn phía biết rõ đế quốc này đáng sợ thông trưởng bọn hắn đã từng nói duyên khang quốc là ngụy trang thành môn phái quốc gia hiện tại hắn mới biết được môn phái này là bực nào mạnh mẽ tần huynh đệ phải chăng có chỗ đặt chân vệ dung mời nói nếu như không có không ngại đi quốc công phủ lại mấy ngày đợi đến thái học mở viện chúng ta lại đi thái học khảo thí tần mục chần chờ một cái lắc đầu nói ta ở trong thành có quê quán quen cũ chuẩn bị tiến đến tìm nơi nương tựa vệ dung huynh chúng ta xin từ biệt vệ dung đành phải coi như không có gì nói ngươi yên ổn có thế sai người đi quốc công phủ thông báo ta một tiếng tần mục cười nói nhất định đúng rồi vệ dung huynh nơi nào có thanh lâu vệ dung sắc mặt cổ quái nhìn không ra tần huynh đệ vẫn là cái phong phong nhã người ưa thích cái này giọng điệu kinh thành lớn nhất thanh lâu liền tại hẻm hoa ngươi từ phượng hoa phố đi vào trong đi đến cuối cùng rẽ phải lại trải qua ba đầu phố liền có thể nhìn thấy hẻm hoa hẻm hoa bên trong tốt nhất thanh lâu gọi là thính vũ cát khụ khụ Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta chưa hề đi qua nơi đó. Bảo trọng thân thể. Tần mục buồn bực, đi thanh lâu là cái gì giọng điệu. Hơn nữa mắt mới gì đến thân thể. Hai người từ biệt. Tần mục mang theo hồ Linh Nhi đi thẳng về phía trước, dọc theo phượng hoa phố hướng phía trong đi. Đây không phải thanh lâu à. Hẻm hoa bên trong, tần mục nhìn lấy hai bên lâu vũ, trong lòng buồn bực. Nơi này là màu xanh ngói nhưng là lâu vũ lại là màu đỏ thắm, trước cửa mang theo chút đèn lồng. Tiểu ca ca đi lên chơi a. À. Có chút tiểu tỷ tỷ trên lầu hướng hắn vẫy chào. Một công tử, ngươi nhận ra các nàng. Hồ Linh Nhi buồn bực nói, các nàng ồn ào đến rất nhiệt tình đây. Ta lần trước đi Tương Long Thành cũng là như vậy, có chút tỷ tỷ rất nhiệt tình, không lạ thói quen. Tần Mục hướng phía trong đi, ven đường nhìn bản hiệu, cái này hẻm hoa rất sâu loằng ngà loằng ngoạn, đến bên trong liền không có náo nhiệt như vậy, nơi này cô nương rất thận trọng, ông tỳ bà tự tại bên cửa sổ, tỳ bà nửa che lấy mặt, nhẹ nhàng đàn tấu, thanh lãnh sụt sùi. Lại đi vào trong, trầm thấp tiếng đàn truyền đến, tầng một hướng rộng mở trong môn nhìn lại, chỉ thấy trong viện có lụa mỏng tung bay, mấy cái thiếu nữ tại lụa mỏng trong trướng chạy tới chạy lui, còn có nữ tử đang điều chỉnh thử tiếng đàn. Lại hướng đi vào trong, có chút nữ hài nhi trên lầu luyện tập ca múa, dòn linh tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến rất là hoạt bát đáng yêu mà đến nơi này trong ngõ nhỏ đi người đã không có nhiều như vậy trong viện thỉnh thoảng đi ra một hai nam tử hình như là nơi này nam chủ nhân có uyển thuộc nữ tử vì hắn sửa sang lại quần áo lưu luyến tiễn biệt chỉ là từ bên trong đi ra nam tử nhìn thấy tần mục đều muốn che kín mặt tựa hồ sợ bị người nhận ra tần mục buồn bực từ trong nhà mình đi tới cũng không phải cái gì chuyện xấu đến mức còn muốn che mặt người trong thành thật là kỳ quái. Hắn đi đến hẻm hoa chỗ sâu, nhìn thấy một ngôi lầu vũ, viết thính vũ các mấy chữ. Lầu các này môn hộ khóa chặt, chẳng qua thoạt nhìn sân nhỏ thật sâu, rất là yên tĩnh. Tần mục tiếng lên gõ cửa, sau một lúc lâu nghe được đá cạch đá cạch tiếng bước chân truyền đến, một nữ hài nhi nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm truyền đến. Tới, tới. Bên trong truyền đến then cửa kéo ra tiếng vang, tiếp lấy môn hộ mở ra một đường nhỏ, một nữ hài nhi ở sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy Tần Mục, hiếu kỳ nói: "Khách quan, ngươi tìm người nào?" Tần Mục khách khí nói: "Phó Khánh Duẩn có ở đây không?" Nữ hài nhi kia đem cửa kéo ra nửa bên, cười nói: "Xin hỏi công tử tên họ?" "Ta cũng tốt đi vào thông báo. Ngươi nói cho nàng, ta họ Tần." Cô bé kia lại đóng lại cửa, tiếng bước chân xa dần, hẳn là đi thông báo. Sau một lúc lâu, môn hộ lần nữa mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là thanh lâu đường chủ phó Khánh Duẩn, nhìn thấy tần mục không khỏi vừa mừng vừa sợ. Công tử rốt cuộc đã đến. Mau mau, mời vào bên trong. Bọn tỷ muội còn không lo pha trà. Công tử đến. Công tử đến. Bên trong truyền đến nữ hài nhi bọn họ thanh âm, rất là thanh thúy, tức tức trách trách giống như là mùa xuân chú chim non tại vừa mới mọc ra chồi non trên cây nói chuyện phím tầng một trước mắt xanh lục đỏ tím quần áo tung bay thính vũ các bên trong thiếu nữ nhao nhao đi ra hướng hắn tới đón để hắn hoa mắt thính vũ các nữ hài nhi mỗi người đều mang đặc sắc có nhuyễn ngọc ôn hương có lạnh lùng như băng có nhu mì vũ mị có niềm nở như lửa có thể nói là loạn làm hoa mắt người nhìn phó khánh duẩn vội vàng nói đi ra đều đi ra Công tử lặng lội đường xa tàu xe mệt mỏi, các ngươi không muốn cuốn lấy công tử. Còn không mau đi xem trà. Những cô bé này giống như là một đám như hồ điệp tán đi, có đi múc thanh tuyền, có đi rửa trà đĩa, có tại nhen lửa thanh đăng nấu nước. Tần mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, nhẹ nhàng thở ra, Phó Khánh Duẩn dẫn lĩnh hắn đi tới nhà cát, nói. Những cô nương này đều có thiếu quản giáo, công tử đừng trách. Bên ngoài dần dần rối loạn, có chút nguy hiểm, công tử đoạn đường này hẳn là gặp được không ít biến cố chứ. Tần Mục cười nói. Quả thực gặp được chút phiền toái nhỏ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ngươi báo tin trong giáo cao tầng, để bọn hắn thông báo tổ sư. Phó Khánh Duẩn cười tủm tỉm nói. Tổ sư đã đợi công tử đã lâu đây. Kỳ thật tổ sư đã phân phó chúng ta, chỉ cần gặp được công tử, liền để công tử đi gặp hắn. Có nữ hài đi lên dân trà, vụng trộm dò xét tần mục vài lần, ha ha cười. Tần mục đáp lại mỉm cười, buồn bực nói. Dũng nhi tỷ, ta đi nơi nào thấy hắn. Nữ hài nhi kia nghe được tần mục xưng phó khánh dũng vì dũng nhi tỷ, lại ha ha cười. Phó khánh dũng trừng nàng một chút, đưa nàng đuổi ra ngoài, cười nói. Tự nhiên là đi thái học viện, công tử uống trà. Thái học viện. Tần mục kinh ngạc, nâng chung trà lên nhưng quên thét, Thái học viện không phải sĩ tử cầu học chỗ ư, vì cái gì đi thái học viện thấy thiếu niên tổ sư? Công tử không biết? Phó Khánh Duẩn cười nói, "Tổ sư là thái học viện quốc tử đại tế tử, là duyên khang quốc tổng tam phẩm quan, chủ quản thái học viện, tự nhiên ở tại thái học viện." Thái học viện thái học sĩ tuy có thiên tử môn sinh tôn xưng, nhưng trên thực tế đều là tổ sư môn sinh mới đúng. Tần Mục trong lòng giật mình, thái học viện tất cả thái học sĩ đều là thiếu niên tổ sư môn sinh duyên khang quốc sư cùng duyên phong đế cũng dám đem cái này chức quan giao cho thiên ma giáo tổ sư chẳng lẽ liền không sợ đuôi to khó vẫy ư phó khánh duẩn dường như nhìn ra hắn tâm tư nói tổ sư dạo chơi nhân gian ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn kỳ thật lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng sớm tại tiên đế thời kỳ cũng đã vang danh thiên hạ thế ngoại cao nhân rất là thần bí cho dù là duyên khang quốc sư, cũng từng hướng lão nhân gia ông ta hỏi thỉnh giáo, cũng là duyên khang quốc sư dốc hết sức đảm bảo, để lão nhân gia ông ta làm thái học viện quốc tử đại tế tử. Chú Quốc tử đại tế tử, đường triều chức quan, cùng loại với học phủ cao nhất hiệu trưởng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 111 Trên nước thiên ma múa bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 111 Trên nước thiên ma múa tầng mục chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, tin tức này là tại quá kinh người, không thể không để hắn chậm rãi tiêu hóa. Quốc tử đại tế tử cái này chức quan mặc dù là tổng tam phẩm, thoạt nhìn không phải rất cao, nhưng là thực sự quá trọng yếu, thái học viện trưởng quản thiên hạ công pháp thần thông, biên soạn thành quyển, có thể nói là thiên hạ võ học thần thông thánh địa bên trong thánh địa, chí cao vô thượng. Hơn nữa Duyên Khang quốc quan viên cũng thường thường xuất từ Thái học viện, từ nơi này đi ra mỗi người đều có thể nói là thiếu niên tổ sư môn sinh, có sư độ tình nghĩa. Cái này chức quan không lớn, nhưng là lực hiệu triệu quá mạnh. Lại thêm thiếu niên tổ sư cái này che giấu thân phận, vậy liền phi thường khủng bố. Phó Khánh Duẩn nói, công tử đã đến ta chỗ này, vậy trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, ngày khác lại đi Thái học viện chỉ là công tử muốn tiến vào thái học viện lời nói cần phải đến trải qua một chút khảo nghiệm tần mục buồn bực cái gì khảo nghiệm thái học viện không phải là cái gì người đều có thể đi vào địa phương cần phải đến trở thành thái học sĩ mới có thể đi vào nơi đó phó khánh duẩn cười nói tổ sư ý tứ tự nhiên là công tử trước trở thành thái học sĩ năm nay thái học sĩ khảo hạch sắp bắt đầu công tử cùng các nơi sĩ tử cùng một chỗ khảo hạch hoàn thành khảo hạch, cái kia liền có thể tiến vào bên trong. Đa tạ dưỡng nhi tỷ. Tần mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ta còn không có chỗ đặt chân, liền trước tiên ở dưỡng nhi tỷ nơi này lại mấy ngày. Phó Khánh Duẩn thấp giọng nói. Công tử ở chỗ này tất nhiên là không phải không thể, chỉ là phải đề phòng ta chỗ này mấy cái tiểu lẳng lơ, các nàng tâm nhãn nhiều, nhưng mà ước gì muốn leo đến trên đầu của ta làm giáo chủ phu nhân đâu. Tần mục náo cái đỏ chót mặt, lúng ta lúng túng nói. Còn có loại sự tình này. Phó Khánh Duẩn cười khanh khách nói. Công tử, ngươi dạng này có thế không chịu nổi các nàng khiêu khích. Ngươi theo thiếp thân đến, thiếp thân vì ngươi an bài gian phòng. Phó Khánh Duẩn an bài gian phòng rất là thanh nhã, chỉ là nhìn trong gian phòng đó bố trí giống như là cô gái chỗ ở, liền chăng đều là thơm ngào ngạt. Phó Khánh Duẩn vội vàng nói đây là thiếp thân nghỉ ngơi địa phương công tử nếu là không hài lòng có thể đổi lại một gian không cần tần mục đem bọc quần áo để lên bàn phó khánh duẩn vẫn còn trong phòng không hề rời đi cắn đỏ tươi bờ môi ôn nhu nói công tử phải chăng còn có phân phó khác không có đa tạ duẩn nhi tỷ tần mục đang nói bọc quần áo giật giật từ bên trong chui ra cái cổng tiểu bao quần áo nhỏ tiểu bạch hồ phó khánh duẩn nhìn thoáng qua xoay người liền đi ra ngoài thầm nói khó trách nguyên lai tự mang tiểu hồ ly tinh hồ linh nhi trên người một luồng mùi rượu tần mục cau mày nói linh nhi ngươi trốn ở trong bao quần áo trộm uống rượu không có bạch hồ say khước đột nhiên đánh cái rượu nấc vội vàng nậm miệng lại sau đó lại đánh cái rượu nấc hai cái chân sau đứng lên lung la lung lay suýt nữa từ trên mặt bàn cắm xuống đi tần mục dở khóc dở cười từ trong bao quần áo lấy ra một cái trống không bầu rượu nói còn nói không có ta mấy ngày nay nghiên cứu đại dục thiên ma kinh ngược lại phát hiện một môn thích hợp ngươi công pháp gọi là tạo hóa linh công mấy ngày nay đã tìm hiểu thấu đáo còn dự định truyền cho ngươi kết quả ngươi lại uống đến say không còn biết gì trên bàn hồ ly rốt cục ngã xuống tầng mục đưa nàng cầm lên đến ném tới trong chăn hồ linh nhi ông cái gối ngủ tầng mục đoạn đường này tránh né ngự long môn truy sát cũng là mệt nhọc, lúc này nằm xuống ngủ thật say. Đến ban đêm, hắn bị đói tỉnh, lúc này rời giường, lại thấy Hồ Linh Nhi còn đang ngủ, liền không có đánh thức nàng. Tần Mục lấy ra trong bao quần áo dược cao bàn chải, rửa mặt một phen, ra khỏi phòng, ngoài cửa có nữ hài Nhi, nhìn thấy Tần Mục ánh mắt sáng lên, cười nói: "Công tử dậy rồi ư? Tỷ tỷ biết công tử nhất định là đói bụng, cho nên sớm đã dự bị tốt đồ ăn." để cho ta canh giữ ở nơi này mời công tử dùng bữa tần mục cảm ơn đi theo nàng đi tới thính vũ cắt một cái lịch sự tao nhã gian phòng bên cửa sổ gần trúc cách trúc nhìn tới có đình cùng hòn non bộ đầm nước rất là vắng vẻ tần mục ngồi xuống mấy nữ hài nhi nối đuôi nhau mà vào thả xuống đồ ăn cũng không lâu lắm liền bậy đầy một bàn cái kia ngoài cửa sổ trong đình có một cái thiếu nữ áo trắng mang theo đàn mà đến ngồi tại trong đình nhẹ nhàng điều khiển sau một lúc lâu lại tới mấy nữ hài nhi, có ông ấp tỳ bà, có mang theo trường tiêu, có ông đến đàn tranh, ở nơi đó thổi kéo đàn hát. Tần Mục ăn uống, nhìn nhập thần, nghe đến mê mẩn, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Ánh mắt của hắn rơi vào đánh đàn nữ hài nhảy nhót mười ngón bên trên, bất giác thả xuống bát đũa, ngón tay của mình cũng đi theo đàn tấu, sau một lát lại rơi vào tỳ bà nữ trên người, quan sát hắn đàn tấu chỉ phát, sau đó lại đi xem thổi tiêu nữ chỉ phát say mê trong đó. Đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ, nguyên lai không chỉ có muốn bắn A, à, còn có chọc, bôi, móc, câu, cạo, đánh, trích. Tần một con mắt càng ngày càng sáng, trong đình nữ hài nhi đàn tấu lúc chỉ pháp để hắn mười ngón càng ngày càng hưng phấn, cùng mình tu tập lôi âm bát thức đem đối chiếu, hắn chỉ cảm thấy bản thân đối đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ một chiêu này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, có một loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, hận không thể bản thân cũng nhảy ra ngoài, mặt sức gãy một khúc. Nhìn thấy nữ hài nhi bọn họ đàn tấu, hắn cũng có đàn tấu chi tâm. Viên này tâm bụng nổ, chỉ là hắn đối âm luật biết rất ít, không dám tùy tiện đụng đến mấy vị này gia nhân. Nhưng là trái tim kia, nhưng càng ngày càng ngon ngoe muốn động. Hắn nhìn nhập thần, bất giác ở giữa quên đi ăn cơm. Mười ngón khi thì như đánh đàn, khi thì như điều khiển tỳ bà, khi thì ghép lại như thổi tiêu, khi thì lại giống là gạt đàn tranh. Cái đình bên trong nữ hài nhi bọn họ dường như cũng chú ý tới trong cửa sổ thiếu niên, một nữ hài nhi thấp giọng cười nói. Nguyệt nhi mùi mùi, công tử đang nhìn ngươi kìa. Giống như là coi trọng ngươi. Nữ hài nhi kia ngượng ngùng cúi đầu, không dám nâng lên. Nhưng vào lúc này, tần mục trốt cục đắc ý quên hình, đứng dậy một bước bước ra, oanh một tiếng đem xong cửa sổ đụng vỡ nát, mấy bước ở giữa đi tới trong đình, không nói lời gì thò tay đem tỳ bà từ cái kia nguyệt nhi mùi mùi trong tay đoạt lại. Cái đình bên trong nữ hài nhi bọn họ vốn là cho rằng thiếu giáo chủ muốn đồng thô, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, không nghĩ tới vị này thiếu giáo chủ không đoạt nguyệt nhi mùi mùi, ngược lại cướp đi tỳ bà. Tần mục dường như đi vào một loại trạng thái kỳ diệu, tỳ bà ông vào trong ngực, nhẹ nhàng gãy ra, phát ra lại không phải réo rắc sụt sùi âm luật, ngược lại phát ra răng rắc răng rắc, rắc xét đánh tiếng xé gió, đem chư nữ giật nảy mình tần mục mặt sức phong ngã, mười ngón tung bay đàn tấu tỳ bà, cái kia từng tiếng kinh lôi rơi vào trong tai của hắn biến thành mỹ diệu âm luật, dễ nghe êm tai, đem các cô gái tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng tranh hết thảy xáo trộn. Những cô bé này bọn họ tại âm luật trên dưới khổ công, vừa mới bị hắn đàn tấu ra lôi âm xáo trộn liền lại từ điều chỉnh xong, từng cái nghiêm túc đàn tấu, muốn ngăn chặn tần mục bắn ra tạp âm. Đăng. 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 Tần mục đàn tấu lôi âm đột nhiên biến đổi, trở nên âm vang có lực, giống như kim thạch tranh minh, sát phạt chi khí dồi dào mà ra, lại một lần đem chư nữ âm luật đè xuống, chỉ nghe tỳ bà bị hắn gãy đến âm thanh quái dị nổi lên bốn phía, để người đưa mắt nhìn nhau. Những cô bé này bọn họ ngược lại lên tranh cường háo thắng chi tâm, cái kia cầm nữ bàn tay vỗ, cổ cầm dựng thẳng lên, đạp đất hơn một xích, cầm nữ dựng thẳng đàn đàn tấu, mười ngón như bay, âm luật nhảy lên nhanh chóng để cho người ta lỗ tai đều phân biệt không ra từng cái nốt nhạc hứng thú. Tiêu nữ đứng dậy, bước chân không tự chủ di động, mỗi đi ra một bước, khí thế tăng lên một điểm, tiếng tiêu liền trong trẻ một điểm, cái kia âm luật đánh lấy hoa nhi quyển nhi đi lên bảo tố, chuyên tâm muốn ngăn chặn tầng một bắn ra âm thanh quái dị. Một cô gái bên cạnh ông lấy đại nguyễn, phía sau băng rua bay tán loạn, thỉnh thoảng điểm trên mặt đất, đem nữ tử này nâng ở không trung, từ không trung áp chế tầng một âm thanh quái dị. Còn có một nữ tử vội vàng chạy ra cái đình, sau một khắc, nữ hài nhi này từ trong phòng đẩy ra một đài đại đàn dương cầm, đinh đinh thùng thùng gõ vang đàn dương cầm, cái kia đàn dương cầm phát ra âm luật tréo rắc sôi sục, âm luật lại có hóa thành thần thông xu thế, đem ngồi tại đàn trước thiếu nữ tính cả đàn dương cầm cùng một chỗ đẩy đi, áp bách tầng một cùng tầng một chế tạo ra tạp âm. Lại có một nữ hài nhi chạy ra cái đình, chỉ nghe oanh một tiếng, cô bé này vậy mà đem cửa phòng phá hủy, đẩy ra một chiếc bệnh có 56 miệng, lớn nhỏ không đều, cô bé kia cầm chu y gõ chuông, tiếng chuông to, 56 miệng chuông, tiếng chuông không giống nhau, thanh âm đánh phía tầng mục. Tầng mục đắc ý vong ngã, ông tỳ bà cười ha ha, cái kia tỳ bà có thể đàn tấu ra âm luật có hạn, nhưng là trong tay hắn nhưng bắn ra kim qua thiết mã, giống như đi vào một cái mây đen dày đặc thần ma sát phạt chiến trường, sấm sét vang dội bên trong, thần ma đại khai sát giới, một ra vẽ ta đây. Trong đầu hắn, mặc kệ là mã gia truyền thụ cho lôi âm bát thức, vẫn là thôn trưởng kiếm pháp, hoặc là người què cướp pháp, đồ tể đao pháp, người câm chù y pháp, hết thảy bị hắn vào vào đến đàn tấu bên trong. Đại dục thiên ma kinh bên trong cũng có quan hệ với âm luật thiên chương, giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn, để tiếng tỳ bà của hắn thúc dục thúc dục nhất thiết, sát phạt càng ngày càng nặng, mơ hồ trong đó tỳ bà bên trong vậy mà xen lẫn thần âm, mà âm cùng mơ hồ phật âm. Đột nhiên, cái này cái đình không chịu nổi mọi người âm luật, chia năm xẻ bảy, chiêu nữ cùng tầng một sắp rơi vào trong đầm nước, vội vàng riêng phần mình nguyên khí bộc phát, khiến bản thân đứng tại trên nước. Chiêu nữ tại trên nước đi lại, quay chung quanh tầng một không ngừng quay, âm luật càng gấp càng nhanh, tầng một nguyên khí bộc phát, tỳ bà dựng thẳng trên không trung, mười ngón nhảy nhót, tiếng tỳ bà tiếng chói tai nhất thiết chống lại bốn phương tám hướng mà đến âm luật. Đột nhiên, từng cái tỳ bà dây đàn đoạn đi, tần mục đem tỳ bà ném đi, chư nữ trong lòng vui mừng, lại thấy đầm nước đột nhiên lơ lửng lên, từng chiếc ngấn nước, vần quanh tần mục, tần mục không hề bị quản chế tại tỳ bà lớn nhỏ, bốn phía ngấn nước đều là hắn gạt âm luật dây đàn, gãy ngấn nước, lôi âm mãnh liệt, chấn động đến chư nữ ngã trái ngã phải. Các ngươi ồn ào cái gì đây? Phó Khánh Dưỡng đi tới, nhìn thấy chư nữ liên tục bại lui, đột nhiên một nữ hài nhi cười ha ha, đem sáo trúc ném đi, đi theo tầng mục âm luật quyển chuyển nhảy múa, hành vi phóng túng, quần áo xốc xếch. Phó Khánh Duẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng trở về phòng lấy ra bản thân tỳ bà, nói. Công tử đang lĩnh hội thần thông, bọn tỷ mùi, các ngươi lui ra, ta đến giúp hắn một tay. Liền đang lúc nói chuyện, chư nữ đại bại, bị tầng mục âm luật thao túng, tại trên nước khoa tay múa chân vừa múa vừa hát, cười đến rất là yêu ma. Phó Khánh Duẩn lắc đầu liên tục, tiếng tỳ bà vang lên, đè xuống tầng một lấy dòng nước đàn tấu ra âm luật, chiêu nữ cái này mới thanh tĩnh lại, vội vàng hướng Phó Khánh Duẩn thi lễ, từ đầm nước bên trên lui ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 112 Ngũ Diệu Phá Tường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 112 Ngũ diệu phá tường, công tử cái này âm luật, xen lẫn thật nhiều đồ vật. Phó Khánh Duẩn gãy nhẹ gạt chậm, lấy hòa hoãn âm luật dẫn chiến, lập tức thăm dò ra tầng một trong âm luật tích chứa đồ vật, tầng một trong âm luật ẩn chứa Phật âm ma âm cùng thần âm, rất là cổ quái, còn có sát khí chinh phạt, dường như có thể lấy đao quan kiếm ảnh, chạy nhanh phi nhanh. Thiên ma giáo đại dục thiên ma kinh bên trong có quan hệ với âm luật thiên chương, nhưng là cũng không có như này phức tạp vụn vặt, nàng nghe ra được tầng mục trong âm luật có thiên ma giáo âm luật công pháp, gọi là thiên ma nghe thường khúc, nhưng đây chỉ là tầng mục trong âm luật một bộ phận. Hiển nhiên tầng mục hiện tại rơi vào trong một cảnh giới diệu kỳ, khó mà tự kiềm chế, hắn hẳn là tại lĩnh hội cao thâm hơn đồ vật, ý đồ đem đủ loại đồ vật hỗn hợp với nhau. Phó Khánh Duẩn thăm dò đến tầng mục chủ ý, yên lòng. Loại này điên cùng trạng thái rất là hiếm thấy chỉ có tại cấp độ sâu ngộ đạo bên trong mới có thể tiếp xúc đến điên cuồng trạng thái. Không điên cuồng không sống sót, không điên cuồng không thành Phật. Phó Khánh Duẩn trước ngực tỳ bà, đầu ngón tay bắn ra âm luật dần dần vội vàng, nàng đang nỗ lực dẫn dắt tận mục, để hắn vạn pháp hợp lưu, hoàn thành dung hợp. Vừa rồi thính vũ các những cái kia các cô gái cùng tận mục đấu âm đấu nhạc, chỉ là quấy rối, nhưng cũng đối tận mục có trợ giúp rất lớn, lấy đối địch cùng đàn áp đến khiến cho tần mục không ngừng hoàn thiện âm luật. Mà nàng lại là dùng một bên dẫn dắt, một bên đối địch phương thức, để tần mục tốt hơn càng nhanh dung hợp. Nàng tại âm luật bên trên thành tựu cực cao, vượt qua thính vũ các nữ hài rất nhiều, do nàng để dẫn dắt cùng tạo áp lực, tần mục tiến lên nhanh chóng. Tần mục tại đàn tấu bên trong vận dụng lên thiên ma nghe thường khúc, cũng làm cho nàng lấy được chỗ ít không nhỏ thiên ma nghe thường khúc là đại dục thiên ma kinh bên trong công pháp, Phó Khánh Dũng mặc dù lấy được truyền thụ, nhưng cũng không toàn bộ. Nàng đang chỉ điểm tầng mục đồng thời, cũng nhận được tầng mục chỉ điểm, đem thiên ma nghe thường khúc bên trong không có học được địa phương học được. Qua thật lâu, Phó Khánh Dũng phát hiện tầng mục dần dần muốn từ điên cuồng trạng thái giải thoát đi ra, hai người âm luật kết hợp lại, hợp tấu một khúc, long phượng tường hòa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mười mấy nữ hài nhi hào hứng từ trong phòng khiên ra một cái chung lớn, chiếc chung lớn kia cao cỡ một người, Hồ Linh Nhi ngồi tại chung bên trên, kêu lên. Chúng ta cùng một chỗ gõ chuông, nhất định có thể đánh tan hắn ma âm. Phó Khánh Duẩn dừng lại đàn tấu, dở khóc dở cười, quát lớn. Các ngươi muốn đánh chết công tử ư thật sự là quấy rối, đem chuông trả về. Những cái kia nữ hài nhi ủ rũ, lại đem chung khiên trở về, Hồ Linh Nhi cũng là ủ rũ, hiển nhiên không dùng chung lớn oanh tần mục để nàng không vui. Tần mục tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn chung quanh, thế mới biết bản thân náo động lên động tỉnh lớn, vội vàng hướng phó Khánh Duẩn tạ lỗi. Tiểu nha đầu bọn họ không hiểu chuyện, suýt nữa bỏ lỡ công tử tu hành, công tử không nên trách tội. Phó Khánh Duẩn cười nói. Công tử còn chưa ăn cơm. Các ngươi chơi đùa một đêm, trời đều sắp sáng tần mục vội vàng gọi chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu hồ ly tinh, cùng đi ăn cơm. Thiếu niên mặc áo gấm đem chưa ăn xong đồ ăn xếp lại, cầm lấy đi cái chén không mâm không rửa sạch sạch sẽ, mấy nữ hài nhi thấy thế cuốn quyết đến đoạt, nói. Công tử chỗ nào có thể làm những này thô tiện việc? Vẫn là giao cho chúng ta đi. Tần mục cười nói. Đạo không giàu nghèo, sống há có giàu nghèo. Ta đã rửa sạch, các ngươi không cần thiết lại làm bẩn tay. Phó Khánh Duẩn nói. Công tử hiện tại là cảnh giới gì? Tần mục hai tay bốc cháy, đốt đi trên tay giọt nước, nói. Vẫn là linh thai cảnh giới. Phó Khánh Duẩn có chút nhíu mày, linh thai cảnh giới có chút quá thấp, muốn tiến vào Thái học viện phi thường khó khăn. Thái học viện cho dù đặc biệt thu nhận học sĩ, cũng thường thường là mở ra ngũ diệu thần tàn võ sư. Chỉ dựa vào linh thai cảnh giới, chỉ sợ không cách nào trải qua Thái học viện khảo hạch nàng vốn cho là tầng mục thấp nhất cũng là ngũ diệu cảnh giới, dù sao ba năm trước đây nhìn thấy tầng mục lúc, tầng mục cũng đã là linh thai cảnh giới, lại không nghĩ rằng ba năm này tầng mục vậy mà không có tiến lên. Nàng không biết là, tầng mục cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là tu vi nhưng tăng lên rất nhiều, hơn nữa linh thai thức tỉnh bốn lần, tứ đại nguyên khí vận chuyển tự nhiên, nguyên khí chi hùng hồn, cho dù tại võ sư bên trong cũng là tài năng xuất chúng. Bây giờ cách thái học viện mở viện, còn có hai ngày công tử nên thử phá tường tận lực tại hai ngày thời gian bên trong phá tường thành công phó khánh duẩn tuy là nói như thế nhưng trong lòng có chút lo sợ hai ngày thời gian phá tường thành công thực sự có chút ép buộc gần như là làm không được sự tình tần mục gật đầu cười nói hai ngày sau ta nhất định phá tường thành công phó khánh duẩn đem các cô gái đuổi đi nói hai ngày này các ngươi cũng đừng đến phiền công tử tiểu hồ ly ngươi cũng không cần ở lại chỗ này để công tử thỏa thích lĩnh hội hồ linh nhi đành phải theo các nàng cùng rời đi chỉ nghe những cái kia các cô gái hướng tiểu hồ ly nói linh nhi mùi tử chúng ta dạy ngươi mị hoặc chi pháp có thế thú vị tần mục từ đại khư đi ra lúc liền đang nỗ lực phá vỡ ngũ diệu thần tàn đi vào ngũ diệu cảnh giới những ngày này đau khổ nghiên cứu đại dục thiên ma kinh hắn cũng có không ít tâm đắc đại dục thiên ma kinh bên trong có quan hệ với mở ra ngũ diệu thần tàn bí quyết, kinh bên trong nói. Vong hình dưỡng khí chính là kim dịch, đối cảnh vô tâm là đại hoàng. Vong hình hóa khí tức giận hóa thần, này chính là đại đạo thấu tam quan. dáng cung chói chan ngã nguyệt lô, linh thai yên tĩnh đại huyền đàn. Chu sa chính là xích phượng máu, thủy ngân chính là hắc quy gan. Kim duyên hái đưa về thổ phủ, một khống bay đi cư nê hoàng. Hoa trì ngay tại khí hải bên trong, thần thất ngay tại hoàng đình ở giữa. Kim dịch chính là linh thai thần tàng kim hải bên trong kim quang, linh thai yên tĩnh đại huyền đàn tầng mục đã luyện thành, hắn linh thai thần tàng bên trong kim hải đã không nguyên khí vận hành, linh thai dưới thân kết xuất huyền đàn ấn ký. Hiện tại hắn linh thai thần tàng chỉ còn lại có một tòa do nguyên khí trận văn kết thành huyền đàn, huyền đàn trung tâm chính là linh thai. Ngũ diệu thần tàng lại gọi là ngũ hành thần tàng vị trí tại hai nhũ ở giữa, trái tim sở tại, trái tim lại gọi là gián cung. Đại dục thiên ma kinh bên trong chu sa thủy ngân đều là ví von. Chu sa ví chỉ lửa, thủy ngân ví chỉ nước, kim duyên ví chỉ vàng, mộc hống ví chỉ gỗ, thổ phủ ví chỉ đất, đối ứng ngũ diệu, hỏa diệu huỳnh hoặc, thủy diệu thần tinh, kim diệu khải minh, mộc diệu tuế tinh, thổ diệu trấn tinh. Sao hỏa, sao thủy, sao kim, sao mộc, sao thổ, đại dục thiên ma kinh bên trong nói, mở ra ngũ diệu thần tàn cần định tinh vị. Tinh vị chỉ là trên trời kim mộc thủy hỏa thổ ngũ diệu, đối ứng là thân thể ngũ diệu thần tàn bên trong ngũ diệu, mỗi cái người thân thể tố chất khác biệt, trưởng thành khác biệt, nam nữ khác biệt, dẫn đến ngũ diệu thần tàn bên trong ngũ diệu vị trí cũng khác biệt. Bởi vậy cần phải mượn trên trời ngũ diệu đến suy tính thân thể ngũ diệu, xác định tinh vị, sau đó lấy nguyên khí xung kích. Tần Mục từ trong bao quần áo lấy ra một sấp thật dày giấy, một nhánh than củi bút cùng một cái bàn tính, bên cạnh còn có 10 bản toán kinh. Tần Mục lật ra giấy, chỉ thấy trên giấy viết lít nhà lít nhít đều là biểu thức số học, hắn dùng chính là nguyên giải phương pháp đến giải toán ngũ diệu vị trí, những ngày này hắn đã tính tới hồi cuối. Bàn tính ba ba vang lên không ngừng, chờ đến mặt trời lên cao, tần mục giãn ra cái lưng mỏi, đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Trên bàn tờ thứ nhất giấy bị hắn vẽ lên một quả trái tim, bên cạnh là lít nha lít nhít văn tự biểu thức số học, phân ra năm đường nét, quay chung quanh trái tim vẽ ra một cái ngũ giác cân, mỗi một gốc đều ghi chú kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Tần mục đem sinh khắc chi đạo biến thành con số, tính toán ra tinh vị, rốt cục tính ra hắn gián cung chính xác vị trí. Tần mục hoạt động một phen, bắt đầu chậm rãi đi lại, thôi động nguyên khí, để nguyên khí bừng bừng vận hành cùng lúc đó nguyên khí của hắn trải qua linh thai, trở nên càng ngày càng dồi dào, tầng mục càng chạy càng nhanh, thời gian dần qua trong phòng nhất lên tiếng gió, gió càng lúc càng lớn, đem cửa cửa sổ thổi ra, tầng mục dứt khoát đi ra lầu cát, đi vào trong sân, bên cạnh không có người, chạy nhanh không ngừng. Rốt cục, nguyên khí của hắn vận hành đến cực hạn, linh thai thần tàn bên trong, huyền đàn bên trên linh thai đứng lên, hai tay chỉ lên trời, riêng phần mình có năm đạo nguyên khí xông vào thần tàn không trung, hai hai kết hợp, hòa làm một thể, hóa thành năm ngôi sao. Cái kia năm ngôi sao ở giữa có nguyên khí tơ liên kết, các cạnh liên kết, góc đối liên kết, hình thành ngũ giác đồ án, sau đó dần dần trở nên sáng rực, như là một chiếc gương ông một tiếng từ linh thai thần tàn bên trong chiếu rọi xuống đến, khai thông hai mạch nhâm đốc, xuôi theo cổ họng chiếu xuống, ông một tiếng chiếu rọi tại tâm thất của hắn bên trên. Tầng một nguyên khí dồi dào bộc phát, dọc theo chiếu sáng con đường cuồn cuộn vọt xuống, Âm vang xung kích tại ánh sáng chiếu rọi trên cái điểm kia. Hắn bên tai truyền đến một tiếng oanh minh, tâm thất một tòa vô hình cửa âm vang mở ra, cái kia vô hình hàng rào bị nguyên khí của hắn đánh đến vỡ nát, biến mất không còn tâm tích. Một tòa thần tàn như vậy mở ra, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng thần âm, nhưng là còn chưa kịp quấy nhiễu được nguyên khí của hắn vận hành, ngũ diệu thần tàn cũng đã mở rộng. Tần Mục dừng bước, cái này nửa tháng tích lũy hóa thành cái này tràn trời một đòn, quả thực sản khoái, sản khoái tràn trời. Công tử vì cái gì không tỉnh tu, ngược lại đi ra. Phó Khánh Duẩn đi tới, thanh âm bên trong có chút oán trách. Tần mục mở mắt, khí tức tại không ngừng tăng lên bên trong, tu vi càng ngày càng thuần hậu, mỉm cười nói. Ta phá tường. Phó Khánh Duẩn giật mình trong lòng, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy hắn, ha ha nói. Công tử phá cái gì? ta phá vỡ ngũ diệu thần tàn hàng rào. Tần Mục cười nói. Phó Khánh Duẩn có chút choáng đầu. Nhưng mà, ta mới từ ngươi trong phòng rời khỏi không bao lâu. Chú. Trích từ tống triều đạo sĩ Bạch Ngọc Thiềm Khoái Hoạt Ca, đạo gia Pháp môn tu luyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 113 Thần Y Thánh Thủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 113 Thần y thánh thủ căn cứ phó khánh duẩn kinh nghiệm, bình thường phá tường tốc độ, cần không chỉ một lần nếm thử, có ít người thậm chí cần trăm ngàn lần phá tường nếm thử, mới có thể đánh vỡ hàng rào, phá tường thành công. Tính toán ra tinh vị là một chuyện, phá tường là một chuyện khác. Ngũ diệu phá tường, cần nguyên khí một lần lại một lần xung kích, đem hàng rào xông ra một cái khe hở, chậm rãi mở rộng, cuối cùng đem hàng rào hoàn toàn phá vỡ, để hàng rào không cách nào lành, cái này mới xem như phá tường thành công. Giống như tầng mục như vậy, nàng chân trước vừa đi tầng mục liền chân sau phá tường thành công sự tình, rất là hiếm thấy. Trừ phi Phó Khánh Duẩn giật mình trong lòng, trừ phi tầng mục nguyên khí tu vi dị thường hùng hồn, lúc này mới có thể một lần liền phá tường thành công. Công tử, người ta thuần túy lấy nguyên khí đến đụng một cái bàn tay. Phó Khánh Duẩn thấy hắn có chút không hiểu, vội vàng cười nói. Ta đem bản thân cái khác thần tàn đóng lại, chỉ lưu lại linh thai cùng ngủ diệu, chỉ là muốn thăm dò một cái công tử tu vi đến cùng sâu bao nhiêu. Tần mục gật đầu, hai người bàn tay đụng nhau, riêng phần mình nguyên khí bộc phát, Phó Khánh Duẩn trên lên một tiếng, bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, cảnh sát trước mắt không ngừng biến hóa, cả người bay ngược mà đi, bành 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 liên tục đụng thủng mấy tòa lầu cát, mấy bức tường cao, cái này mới dừng lại thế, khảm nạm tại một bức tường trên vách. Nàng mặt mày xám xịt từ trong vách tường tránh ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình khoảng cách tầng mục ước chừng hơn 40 trượng xa, ở giữa cách mấy tòa nhà cùng mấy bức tường đều bị nàng đụng ra một cái hang lớn hình người, từ bên này có thể nhìn thấy tầng mục, không khỏi lòng còn sợ hãi. Nàng vận dụng là ngủ diệu cảnh giới, chỉ là cùng tầng mục nguyên khí va chạm mà thôi, không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn, không khỏi làm nàng có chút chán ngán thất vọng đã kích quả thực là cái lớn lao đã kích chẳng qua nàng rất nhanh tâm cảnh khôi phục ôn hòa thầm nghĩ vốn là hắn chính là ta thánh giáo thiếu niên giáo chủ có bực này tu vi hợp tình hợp lý hơn nữa tại tàn lão thôn tỷ thí lúc hắn cũng đã đem ta hung hăng đã kích một trận tần mục liền vội vàng tiến lên phó khánh duẩn cười nói ta không sao công tử tu vi quả nhiên hùng hồn dị thường tổ sư cùng phu nhân không có nhìn lầm người. Bây giờ cách thái học viện mở viện còn có một ngày rưỡi thời gian, công tử vẫn là vững chắc cảnh giới còn tốt. Tần mục xưng phải, ngũ diệu phá tường thành công, thần tàn mở ra, có một ít biến hóa mới ở trong cơ thể hắn phát sinh, hắn còn không tới kịp xem xét. Phó Khánh Dũng bốn phía nhìn thoáng qua, thầm cười khổ, từ khi tần mục đi tới nàng nơi này, thính vũ các liền coi như là gặp nạn, không phải là bị đập nát cái đình, chính là đem mấy tòa nhà đánh ra mấy cái lỗ thủng dù sao cũng là thiếu niên giáo chủ đi tới chỗ nào hủy đi đến chỗ nào cũng may hai ngày sau hắn liền không tại ta chỗ này mà là đi hủy đi thái học viện ân ừ, dù sao có tổ sư đau đầu ta có thể thoải mái tần mục không biết nàng lại ông nhìn bản thân đi hủy đi thái học viện ý tưởng trở lại trong phòng thiếu niên tỉnh ngồi xuống ý thức đi vào ngủ dịu thần tàn thần tàn bên trong càng là một mảnh tinh không có năm ngôi sao lớn lập lòe, trừ cái đó ra chính là thâm thúy bóng tối. Ngũ diệu thần tàn cùng linh thai thần tàn vậy mà hoàn toàn khác biệt. Tần mục kinh ngạc, hắn bá thể tam đang công đồng thời không có ngũ diệu thần tàn tu luyện công pháp, để hắn có chút đau đầu. Hắn tại Trấn Ương Cung gặp qua bá thể tam đang công tu luyện đồ, chỉ có phía trước hai bức đồ, thứ ba bức liền tàn khuyết không đầy đủ, tần mục kiệt lực nhớ lại bức kia tàn đồ, tàn đồ bên trong thật có có ngôi sao, nhưng là trừ năm ngôi sao bên ngoài, còn có năm tôn thần chỉ đều có các đồ án cùng nguyên khí hành công đường đi. Chẳng qua bản vẽ này bị hư hại hơn phân nữa, cụ thể hành công đường đi đã mơ hồ không rõ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ý thức phiêu a phiêu, tinh không cao lạnh, ý thức của hắn định bay tới trong đó một ngôi sao bên trên. Chỉ là ý thức của hắn phi hành, cái ngôi sao kia vậy mà cũng giống như đang phi hành, cùng hắn khoảng cách thủy chung vẫn là xa như vậy. Tần mục cau mày, thử bay về phía cái khác ngôi sao, những cái kia ngôi sao cũng là theo hắn di động mà di động, để hắn không cách nào tiếp cận. Đây là có chuyện gì? Tần mục giật mình, hắn muốn nhìn một chút những ngôi sao này bên trên có hay không tu luyện đồ bên trong cái kia năm tôn thần chỉ, hiện tại không cách nào bay đi lên, chỉ có thể coi như không có gì. Hắn ý thức lưu tại ngũ diệu thần tàn bên trong, thôi động bá thể tam đang công, chỉ thấy bá thể tam đang công thôi động, ngũ diệu thần tàn bên trong lập tức lên biến hóa kỳ diệu, trong đó một khỏa màu vỏ quyết ngôi sao đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp lấy một đạo hào quang màu đỏ rực từ thời khắc đó ngôi sao bên trong thẳng tắp phóng tới, ông một tiếng rơi vào tầng mục ý thức bên trên. Tầng mục lập tức cảm giác được ý thức của mình bên trong tràn ngập hừng hực như lửa năng lượng, cổ năng lượng kia lại đang thay đổi ý thức của hắn cấu tạo, để ý thức của hắn có hình thể. Ý thức của hắn tại hỏa diễm giật dây bên dưới, mọc ra hai chân, mọc ra hai tay, mọc ra đầu lâu, ngắn phút chốc, ý thức cùng cái kia cổ kỳ lạ năng lượng dung hợp, biến thành một cái mặt người thân bò hai chân kỳ lạ tồn tại. Tần mục ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của mình là một đầu xích hồng sắc đại trâu bò, phía sau cái mông còn mọc ra một đầu cái đuôi trâu, phía trước trụi lũi, chỉ có chóp đuôi địa phương mọc ra một túng lông dài. Tần mục lắc lắc cái đuôi trâu, kết quả cái đuôi quất vào to mọng trâu trên mông, nóng bỏng đau nhức hắn hai cái đùi là trâu chân, đùi rất là hùng tráng có lực, thô đến có thể so sánh giống như chân, nhưng là bắp chân liền rất nhỏ, bàn chân là móng trâu. Không chỉ có như thế, viên kia hỏa diệu tinh bên trong phóng tới ánh sáng còn tại hội tụ, tại lòng bàn chân của hắn tạo thành hai cái nanh vuốt giữ tận hỏa long. Hỏa thần Tần mục giật mình trong lòng, hắn tại tương long thành những cái kia trong thần miếu gặp qua tương tự tượng, đại khư đám người đem loại này hình thái tượng xem như hỏa thần đến cung phụng chỉ là từ hỏa diệu tinh bên trong vọt tới năng lượng không mạnh, phụ thuộc ý thức của hắn ngưng tụ mà thành thân thể chỉ là nhàn nhạt hư ảnh. Chẳng lẽ đây chính là ngũ diệu thần tàn bên trong hỏa diệu thần tàng? Như vậy cái khác mấy diệu? Tần mục mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, một viên khác trời ngôi sao màu xanh lam đột nhiên cũng từ chấn động, một đạo hào quang màu xanh nước biển từ cái ngôi sao kia bên trong bắn xuống, ông một tiếng rơi vào hắn thân bên trên. Cùng lúc đó, cái khác ba viên nhan sắc không giống nhau ngôi sao nhau nhau chấn động, riêng phần mình có một đạo quan mang bắn xuống, lần lượt rơi ở trên người hắn. Tần mục trên lên một tiếng, hỏa thần hình thái lập tức bắt đầu sụp đổ đổ sụp, đồng thời cái khác hình thái bắt đầu diễn sinh, chỉ là cái này năm ngôi sao bên trong phóng tới năng lượng thuộc tính hoàn toàn khác biệt, không những khác biệt, thậm chí khắc chế lẫn nhau, lẫn nhau áp chế, tại ý thức của hắn bên trong đụng đến lên, hướng nổi lên, lẫn nhau phai mờ. Âm âm một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến tần mục đi vào ngủ dịu thần tàn ý thức tại bạo tạc bên trong phai mờ tần mục hai mắt tối đen ngất đi chờ đến hắn khi tỉnh lại phát phát hiện mình nằm ở trên giường hồ linh nhi đang dùng nước ấm khăn lông ướt thoa ở trên trán của hắn mà đầu của mình đau đến giống như là bị quẳng xuống đất dưa hấu dường như muốn chia năm sẽ bảy trước giường mấy nữ hài nhi đứng ở nơi đó vẻ mặt lo lắng công tử hình như tẩu hỏa nhập ma cũng may Linh Nhi phát hiện phải kịp thời, gọi tới chúng ta. Phó Khánh Duẩn trên mặt thần sắc lo lắng, nói. Công tử, ta đã sai người sắc thuốc, thuốc lập tức liền được. Chỉ là hai ngày này sau mở viện, chỉ sợ công tử đi không được, tẩu hỏa nhập ma cần điều trị hơn 10 ngày. Ngoài cửa, hai nữ hài nhi ngay tại sắc thuốc, mùi thuốc bay tới, tần mục dãy dụ đứng dậy, hít hà bay tới mùi thuốc, nói. Ta thương tổn tới ý thức, tinh thần bị hao tổn, các ngươi sắc thuốc nhưng cũng đối chứng chỉ là thiếu một vị đầm phụ tử lấy hai tiền đầm phụ tử lá cây Dìu ta lên ta đến rèn luyện phó khánh duẩn kinh ngạc vị này thiếu giáo chủ vậy mà còn biết luyện dược nàng nửa tin nửa ngờ phân phó bên người nữ hài đi lấy thuốc đưa tay đem tầng mục dìu lên phát hiện tầng mục ý thức yếu kém khó mà đi lại vì vậy để cho người ta đem lò thuốc cùng lò lửa đều chuyển vào tới tầng mục nhìn xuống đau đầu thôi động nguyên khí, nâng lên lò thuốc, nhẹ nhàng chấn động, lò thuốc rơi xuống đất, nhưng là trong lò nước cùng thuốc đều nổi bồng bềnh giữa không trung, bị nguyên khí của hắn nâng. Lấy thuốc nữ hai trở về, vội vàng quăng vào đầm phụ tử đi vào. Tần mục thủ pháp biến ảo chập chờn, sau một lúc lâu liền đem tất cả dược tính hỗn hợp, nhẹ nhàng gãy ra, cặn thuốc tự động từ trong nước hạ xuống, hơi nước tự động bốc hơi, chỉ còn lại có mấy hạt hồng hoàng. Tần mục đem hồng hoàng uống vào, thôi động dược lực, đau đầu dần dần giảm bớt, chỉ là ngẫu nhiên còn có chút như tê liệt đau đớn, nói. Sáng mai lại luyện một bộ thuốc, liền sẽ khỏi hẳn. Trong phòng các cô gái kinh ngạc, tần mục luyện dược thủ pháp quả thực đơn thuần, thiên biến vạn hóa, để các nàng nhìn hoa cả mắt. Tẩu hỏa nhập ma không là chuyện nhỏ, thuốc này thật như thế hữu hiệu, có thể nửa ngày khỏi hẳn. Không có tiếng một bước công pháp, xem ra là không cách nào tu luyện ngũ diệu thần tàn đem thần tàn bên trong lực lượng biến thành tu vi của mình. Tần mục khôi phục khí lực, đứng dậy cười nói. Ta có chút tham công liều lĩnh, để chư vị tỷ tỷ lo lắng. Công tử tinh thông y thuật, đối phụ khoa phải chăng có chỗ đọc lướt qua. Đột nhiên một cái nữ hài hỏi. Tần mục nói. Chỉ cần là liên quan đến y đạo, ta đều có hiểu biết. Cô bé kia sắc mặt đỏ lên, nói. Ta có chút cung đau, không biết công tử tần mục vì nàng đáp một bắt mạch cười nói tiểu chứng chỉ là nội khí mất cân đối có chút cung lạnh ta vì ngươi mở một bộ thuốc chính là có nữ hài lập tức tiến lên dần lên bút mực tần mục nâng bút viết một bộ phương thuốc nói bộ này thuốc là ấm cung hoàng uống thuốc về sau điều trị nội khí có thể trị tận gốc trong phòng mấy cái nữ hài mắt sáng rực lên cái kia cầm nữ mắt cỡ đỏ mặt thấp giọng nói công tử trên người của ta cũng có chút bệnh vặt. Công tử, cũng giúp ta xem một chút. Công tử, ta kinh nguyệt không điều. Phó Khánh Duẩn đầu to, quát. Công tử tẩu hỏa nhập ma, còn chưa khỏi hẳn, các ngươi không muốn càng rỡ nói nhau nhau, để công tử tỉnh dưỡng. Tần Mục cười nói. Không sao, ta tẩu hỏa nhập ma luyện không thể công, vừa vặn nghỉ ngơi vì trong viện tỷ tỷ điều tốt thân thể, không hao bao nhiêu khí lực hơn nữa ta tại Dũng Nhi tỷ nơi này ăn ở, lấy được chiếu cố, há có thể không có hồi báo. Những cái kia thiếu nữ mừng rỡ vô cùng, xếp hàng tiến lên, tầng mục từng cái chẩn trị, mở đủ loại phương thuốc. Tỳ bà nữ nhìn thấy Phó Khánh Duẩn còn lưu trong phòng, cười nói. Tỷ tỷ làm sao còn ở nơi này? Phó Khánh Duẩn cười lạnh, sau một lúc lâu, tiến lên vương tay ra, cắn môi thấp giọng nói. Công tử, ta tu vi mặc dù cao thâm, nhưng là thân thể nhưng có chút bệnh, mấy tháng gần đây có chút xích lòng mất cân bằng, lúc tới lúc không tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 114 Lập tức liền chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 114 Lập tức liền chết tầng một bắt mạch, nói Tỷ tỷ bốn tháng trước luyện công, có phải hay không từng có một lần đau hai bên sườn khi thở là khi đó lưu lại mầm tai họa phó khánh duẩn liên tục gật đầu nói quả thực từng có một lần đau hai bên sườn khi thở ta tưởng rằng bệnh vặt liền không có để ở trong lòng bất tri bất giác màn đêm thâm trầm trong kinh thành dân lên hoa đăng sáng sủa như ban ngày cái gọi là xóm làng chơi chính là kinh thành danh sĩ thường đi chỗ còn có chút quan lại quyền quý cũng thường thường thừa dịp lúc ban đêm trước tìm hiểu hẻm hoa cũng không phải đều là bán mình chỗ càng đến chỗ sâu liền càng không phải bán mình mà là mãi nghệ hẻm hoa tuyệt sắc cầm kỳ thư họa thi từ ca phú rất là có thể đánh động danh lưu chi tâm mà đêm nay đi tới hẻm hoa các lộ danh lưu chỉ thấy thanh lâu rỗng trong ngõ nhỏ xếp đầy cô nương trong thanh lâu nhưng không người nghề nghiệp hỏi thăm bản thân nhân tình nói thính vũ các bên trong tới vị phụ khoa thánh thủ, bọn tỷ muội ngay tại xếp hàng đợi khám bệnh, không rảnh nghề nghiệp. Công tử mời ngày mai lại đến. Hẻm hoa tới cái phụ khoa thánh thủ. Ngõ nhỏ bên ngoài, đỉnh đầu đại kiệu, trong kiệu đi ra một cái thường phục lão giả, kinh ngạc nói. Các ngươi đi hỏi thăm một chút, vị này phụ khoa thánh thủ y thuật như thế nào? Sau một lúc lâu, có tôi tớ đến báo, nói. Lão gia, hẻm hoa các cô nương đều nói tốt, y thuật xưng thần. Cái kia thường phục lão giả trầm ngâm, bên cạnh một cái phụ tá thấp giọng nói. Lão gia nghĩ tới là trong cung vị kia. Nhiều người tai tạp, không cần nói nhiều. Thường phục lão giả thở dài, nói. Trong cung vị kia bệnh lâu cuốn thân, thái y bó tay toàn tập, nhìn không ra chứng bệnh, chỉ mong có thể tìm được một vị thần y kéo dài tính mệnh, chỉ là thời gian chỉ sợ không lâu nói miệng không bằng chứng, ngươi đi gọi tiêu thái y, để hắn đến khảo giáo khảo giáo vị này hẻm hoa thần y. Vâng. Không lâu sau đó, tiêu thái y đến, không người nói. Lão đại nhân gọi ta đến cần làm chuyện gì? Hẻm hoa bên ngoài không cần đa lễ. Thường phục lão giả nói một phen, nói. Hẻm hoa bên trong tới vị thần y, còn xin tiêu đại nhân đi xem hắn một chút bản lĩnh, phải chăng có năng lực vì trong cung vị kia chữa bệnh. Tiêu thái y tuy là tóc trắng phơ, nhưng là lông mày lại là thanh sắc, trong mắt có chút tơ máu, cười lạnh nói. Hẻm hoa bên trong có thế có cái gì thần y, đơn giản là mua danh chục tiếng lừa gạt một chút phụ nữ trẻ em hàng ngũ mà thôi, không cần đi gặp hắn. Thường phục lão giả cao mày, tiêu thái y giật mình trong lòng, vội vàng nói. Lão đại nhân, ta không cần thấy hắn, chỉ cần xem hắn kê đơn thuốc mới liền có thể. Dứt lời từ một cái vừa mới xem bệnh đi ra hẻm hoa nữ tử trong tay túng lấy phương thuốc, nhìn thoáng qua, cười lạnh nói. Lão đại nhân mời xem, hắn mở đều là rất trẻ thuốc, loại thủ đoạn này, há có thể vào cung cho vị kia xem bệnh. Thường phục lão giả không nhanh không chậm nói. Thuốc bất luận giàu nghèo, đều là xem bệnh cứu mạng đồ vật, cái này hẻm hoa bên trong nữ tử đều không phải là quý nhân, không có bao nhiêu tiền tài, dùng thuốc trẻ chữa bệnh, mới là bản lĩnh ngươi cùng ta vào xem, ngươi khảo giáo khảo giáo hắn. Tiêu thái y bất đắc dĩ, đành phải xưng phải, theo hắn đi vào hẻm hoa. Hẻm hoa rất sâu, bên trong đều là gái lầu xanh tại xếp hàng chờ đợi trị liệu, hai người thật vất vả mới chen đến thính vũ cát, đợi đi vào trong cát, chỉ thấy một vị mi thanh một tú thiếu niên mặc áo gấm chính đang đốt đèn chẩn bệnh. Tiêu thái y cười lạnh nói. Nhìn hắn chẳng qua 14-15 tuổi, liền đi ra lừa gạt tiền, lão đại nhân hiện tại có thể tuyệt vọng rồi chứ? ngươi nhìn hắn khí mạch mặc dù trầm ổn, nhưng lại thỉnh thoảng loạn một cái, nói rõ hắn tẩu hỏa nhập ma, ngay cả mình đều không có chữa khỏi, còn ra đến giả danh lừa bịp. lão đại nhân, chúng ta có thể đi về. thường phục lão giả mặt không chút thay đổi nói. cho ngươi đi, ngươi liền đi. tiêu thái y đành phải tiến lên, đẩy ra chư nữ đi tới tầng một trước mặt bệ vệ ngồi xuống, xuề bàn tay ra giọng nói như chuông đồng nói. Ngươi nhìn ta có cái gì bệnh? Tần mục kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trước mặt vị lão giả này, không có bắt mạch, mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lão tiên sinh, ngươi bệnh cũng không nhẹ. Tiêu thái y cười lạnh, đứng dậy. Lừa đảo còn dám ở trước mặt lão phu. Ngươi là dược sư đúng hay không? Tần mục nói. Trên người ngươi có vạn loại mùi thuốc, có thể thấy được ngươi quanh năm chìm đắm trong dược vật, hô hấp dược tính, hơn nữa chính ngươi vì chính mình kê đơn thuốc, thường năm tắm thuốc, dùng đủ loại từ tự luyện chế linh đang dịu dược. Nhưng là của ngươi dược thuật không tin, không có đem trong dược độc chữa trị khỏi, bây giờ trong cơ thể ngươi đã tích lũy mấy trăm loại độc tính. Ngươi lông mày xanh mắt đỏ, độc tính đã đến tóc da bên trong, đi sâu đồng tử bên trong, đến một bước này, cứu không được. Bệnh của ngươi, ta trị không hết, trừ phi đi diêm vương nơi đó mới có thể cứu ngươi. Tiêu Thái Y giận tím mặt, tức giận vô cùng mà cười. Tiểu Dược Sư, ngươi nói ta còn có bao nhiêu tuổi thọ? Tần Mục Trần chờ một cái, nói. Ngươi nếu là không tức giận tức giận lời nói, còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nếu là tức giận lời nói, lửa giận công tâm, độc khí công tâm, dược tính hỗn hợp, liền còn có mười. Tiêu Thái Y giận quá, lạnh lùng nói. Ngươi nói ta còn có mười ngày tính mệnh nếu như ta 10 ngày không chết đâu. Tần mục nhíu mày, nói. 9, 8, 7. Tiêu thái y giận không kềm được, khí tức chấn động, đem tần mục trước mặt bác sĩ án chấn vỡ, cười lạnh nói. Ngươi nói là ta chết ngay bây giờ. Ta nếu là không chết, liền để ngươi chết. 3, 2, 1. Tần mục mới vừa mới nói được một chữ, tiêu thái y đột nhiên lòng như đau cắt, phản phất trái tim vỡ vụn, tu vi lập tức mất khống chế, toàn thân làn da nổ tung, rồng huyết như trụ, biến thành huyết nhân, sau đó thân thể thối rửa, biến thành một bãi bùn nhão. Ta cứu không được ngươi. Tần mục lắc đầu nói. Ngươi lẽ ra không nên tức giận. Y thuật của ngươi không tin, cho mình ăn bảy thuốc loạn luyện dược, chỉ có thể là kết cục này. Dũng nhi tỷ, cổ thi thể này muốn báo quan ư. Hẻm hoa bên trong loạn cả một đoàn, vậy liền chịu gia người cũng giật nảy mình, âm thầm gật đầu nhưng sau đó xoay người đi ra hẻm hoa cuộc tao loạn này trôi qua rất nhanh tần mục cũng không còn chẩn trị những bệnh nhân khác mà là trở về phòng nghỉ ngơi đến ngày thứ hai hắn vì chính mình chữa trị xong tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh không có để lại hậu hoạn lúc này mới tiếp tục vì người khác chẩn trị cũng không lâu lắm hẻm hoa bên trong lại xếp đầy hàng dài phó khánh duẩn âm thầm phát sâu nàng nơi này là thanh lâu không nghĩ tới bây giờ trở thành y quán đến xuống buổi trưa, Phó Khánh Duẩn vội vàng nói. Công tử, ngày mai chính là mở viện đại khảo, không thể lại chẩn trị, vẫn là lưu lại chút tinh thần đối phó ngày mai đại khảo mới là. Tần Mục gật đầu, nói. Cũng tốt, chờ đại khảo về sau sẽ giúp những người này trị liệu. Phó Khánh Duẩn dở khóc dở cười, thấp giọng nói. Công tử, chức trách của ngươi cũng không phải làm dược sư. Tần Mục nói ta cũng không phải là đơn thuần làm người chữa bệnh, đối với y đạo ta mặc dù sở học rất nhiều, nhưng là hiểu biết quá nhỏ bé, vì những người này chữa bệnh, có thể tăng lên ta hiểu biết. Dược sư Gia Gia dạy cho ta vô số dược lý, ta tại đại khư hơn 10 năm đều không có cơ hội kiểm nghiệm, bây giờ mới hơn một ngày thời gian, ta liền kiểm nghiệm ngàn loại dược lý. Phó Khánh Dưỡng đau đầu, đường đường thiên ma giáo thiếu giáo chủ, chỗ nào có thể như cái tẩu phương lan trung chạy đến hẻm hoa bên trong cho gái lầu xanh xem bệnh. Rốt cục, đến Thái học viện đại khảo thời gian, Tần Mục trước kia liền rời đi hẻm hoa, một đường hỏi thăm Thái học viện phương vị. Thái học viện, trong thành trên núi chính là. Tần Mục đi tới Thái học viện trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại, thầm khen một tiếng, Thái học viện chính là đế quốc chí cao thư viện, quả nhiên là khí phái, ngôi học viện này lại là xây ở một tòa ngọc sơn bên trên. Ngọn núi này ở vào cửu Long Sơn Mạch Trung Tâm, miệng rồng Hàm Châu vị trí. chín con rồng, cùng ngậm lấy Long Châu, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kỳ diệu. Cửu Long chi khí hội tụ ở đây, tất nhiên là địa linh nhân kiệt, Long khí để ngọn núi đều biến thành ngọc chất, toàn thân Mỹ ngọc cấu thành. Trên núi có nhiều cung điện, ngói xanh, ngói đỏ, tới gần cung điện địa phương còn có mấy chiếc thuyền lớn ngừng trên không trung, chưa thu hồi buồn. Giờ phút này Thái học viện trước sơn môn tụ tập lấy ngàn mà tính các nơi sĩ tử, đều đang đợi đi vào Thái học viện. Nguy Nga Sơn Môn dưới có Thái học viện 10 cái chủ bộ tại đăng ký, ghi chép đến đây đại khảo sĩ tử đến từ chỗ nào, người nào thư viện học viện. Tần Mục xếp hàng tiến lên, đến phiên hắn đăng ký lúc đã mặt trời lên cao. Tần Mục lấy ra lộ dẫn, nói. Học sinh đến từ lệ châu phủ. Không không, hắn không phải lệ châu phủ. Đột nhiên, Tần Mục bên người chen qua tới một cái to mộng thiếu niên, cười nói. Hắn giống như ta, đến từ Giang Lăng. Chủ bộ đại nhân, ghi Giang Lăng. Cái kia chủ bộ ngẩng đầu, cười lạnh nói. Lộ dẫn đi lên từ chỗ nào liền ghi chỗ nào, không thể lung tung sửa đổi hộ tịch. Thiếu niên kia chính là vệ dung, nhìn lấy tầng mục đăng ký tốt tính danh cùng hộ tịch, ảo não nói. Vậy thì thảm rồi, chúng ta cùng thuyền tới, nếu như ngươi cũng là Giang Lăng, liền sẽ lại càng dễ thi vào Thái học viện. Tần Mục buồn bực nói. Vì cái gì? vệ dung bốn phía liếc qua, thấp giọng nói. Người mấy ngày nay không có nghe được tin tức ư. Từ giang lăng đến sĩ tử hơn phân nửa đều chết ở trên đường. Loại trừ chúng ta chiếc thuyền kia gặp phải ngự long môn tập kích bên ngoài, cái khác đi đường bộ, đi không đường, đều gặp tập kích, còn sống đi tới kinh thành lác đác không có mấy. Nghe nói là có chút tạo phản tông phái định hung hăng gọt quốc sư mặt mũi, dù sao quốc sư là xuất thân từ giang lăng. Ngươi đến từ cái nào học viện? Tu vi như thế nào? Cái kia chủ bộ hỏi. Tần Mục nói. Nhà học, không có học viện. Hôm trước vừa mới tu luyện tới ngũ diệu cảnh giới. Cái kia chủ bộ lắc đầu. Mới vừa tiến vào ngũ diệu cảnh giới vậy mà cũng dám đến kiểm tra. Tần Mục cùng vệ dung trèo lên nhớ cho kỹ về sau, đi vào sơn môn, rất nhiều sĩ tử chen ở đây đợi đến tất cả sĩ tử đều đăng ký trong danh sách, chỉ nghe một vị đạo nhân cao giọng nói. Thần thông giả lên núi, những người khác lưu lại. Cũng không lâu lắm, dưới núi chỉ còn lại có linh thai cảnh giới cùng ngũ diệu cảnh giới võ giả, ước chừng hơn 2.000 người. Cái kia trung niên đạo nhân mang theo mọi người hướng trên núi đi, không có đi ra khỏi bao xa, đối diện chính là một cái sườn đồi, cao chừng 30-40 trượng. Cái này sườn đồi không có bậc thang, cũng không có đường cáp treo, hoặc là bay đi lên, hoặc là chạy tới. Nếu như có năng lực nhảy lên 30-40 trường, cũng có thể nhảy tới. Không thể đi lên liền về nhà. Trung niên đạo nhân đứng tại sườn đồi một bên, nhìn lấy đến từ các nơi sĩ tử, lạnh như băng nói. Cái này không đơn giản. Một vị sĩ tử lui lại mấy bước, đột nhiên hai chân phát lực chạy như điên, thẳng đến sườn núi mà đến, ý đồ chạy lên đỉnh núi, Bất quá hắn chân vừa mới rơi vào trên vách đá dựng đứng liền bị trượt một phát, cả người bọc một tiếng kề sát ở ngọc bích bên trên, đầu rơi máu chảy. Cái kia mặt vách đá toàn thân là hoàng mỹ mỹ ngọc, máu của hắn rơi vào trên vách đá dựng đứng vậy mà trực tiếp tụt xuống, nửa điểm vết máu cũng không có để lại. Dưới vách núi sĩ tử đều là trong lòng rung lên. Thật trơn. Chú. Phụ khoa tại Trung Y bên trong phân khoa là tại đường đại xuất hiện, Tôn Tư Mạc chủ trương theo y học bên trong phân ra khoa phụ sản, khi đó thường thường gọi là sản khoa hoặc là phu nhân môn. Tống Triều đã chuyên môn thiết lập khoa phụ sản, có thái y cục chính môn, khoa phụ sản tại chính môn bên trong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 115 Tà tính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 115 ta tính mặt này vách đá như thế chi trượt, gần như không thể đặt chân, muốn chạy lên đi lời nói hầu như không có khả năng. Không phải tất cả sĩ tử đều tu luyện qua phi hành thuật, muốn nhảy tới lời nói, độ khó cực cao. Lại thêm bọn hắn những người này đều là linh thai, ngủ dịu cảnh giới, cảnh giới không tới, không cách nào học được thần thông. Vẹn vẹn mặt này vách đá, chỉ sợ liền có thể đào thải đi một nửa sĩ tử chẳng qua có không ít tu luyện qua phi hành thuật sĩ tử bắt đầu bay lên sườn núi, thông dòng vượt qua cửa này, nhưng dù sao cũng là số ít. Còn có không ít sĩ tử định chạy cực nhanh bên trên sườn núi, kết quả đều không ngoại lệ đều ghé vào trên vách đá dựng đứng đụng đầu rơi máu chảy. Những cái kia chưa từng học qua phi hành thuật sĩ tử đại cao mày, có nhúng người nhảy lên, ý đồ nhảy lên sườn núi, chẳng qua sườn núi cao 30, 40 trượng, ai có bực này cường đại thể phách có thể nhúng người nhảy tới đại đa số người chỉ có thể nhảy đến một nửa liền ngã xuống khỏi đến đến mức ngã xuống khỏi đến sĩ tử thì trực tiếp bị dưới vách núi cái kia cái trung niên đạo nhân xóa tên đuổi ra sơn môn bên trên sườn núi cái này còn không đơn giản vệ dung tiến lên cười hắc hắc nói các ngươi chỉ nghĩ chạy lên đi nhảy tới bay đi lên làm sao liền không có nghĩ qua đem bản thân kéo lên đi hắn tai to mặt lớn nhưng lại linh hoạt dị thường vậy mà dùng nguyên khí tơ buộc lấy kiếm nguyên khí ném kiếm, để của mình kiếm trước bay lên đỉnh núi. Vệ dung liền khống 10 cái nguyên khí tơ, dùng những nguyên khí này tơ víu lại đỉnh núi, sau đó chậm rãi nắm chặt nguyên khí tơ, từng điểm từng điểm đem bản thân treo đến đỉnh núi, sau đó mập mạp bàn tay chế trụ vách đá, xoay người đứng tại đỉnh núi, hướng phía dưới khu tay nói. Tần huynh đệ, ngươi cũng kéo lên đến A. Không cần. Tần mục hai chân không ngồi xổm, hầu như ngồi xổm, sau đó hai chân lực lượng bộc phát, nguyên khí bộc phát, thân hình gào thét mà lên, nhảy lên cao 40 trượng, một tiếng ầm vang rơi vào vệ dung bên người. Vệ dung giật nảy mình, nhìn xuống phía dưới nhìn, giật mình nói. Lão đệ, ngươi tu luyện chính là chiến kỷ lưu. Đúng, ngươi dùng chính là đao, cái này thân chiến kỷ bản lĩnh, quả thực rất cao. Dưới vách núi, mấy trăm sĩ tử nhìn mà trợn tròn mắt. Cái kia cái trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu, tại tầng một tên bên trên vẽ lên một bút viết lên một cái chiến chữ lại tại vệ dung tên phía sau viết lên thông minh hai chữ vệ dung biện pháp tương đương mưu lợi phía dưới sĩ tử lấy được hắn dẫn dắt nhào nhào tới linh cảm hoặc là ném kiếm hoặc là dùng biện pháp khác để nguyên khí tơ treo ở trên vách núi như vậy liền có thể leo lên núi sườn núi trên đỉnh núi người càng ngày càng nhiều tầng một cùng vệ dung đi thẳng về phía trước nơi này tuy là ngọc phong nhưng vẫn là có sơn tuyền thác nước hoa cỏ cây cối, rất là vắng vẻ, thậm chí còn có phi cầm tẩu thú, chỉ là trong núi phi cầm tẩu thú thoạt nhìn không thể tầm thường so sánh, dị thường khổng lồ, hơn nữa thường thường đều mọc ra lân vũ, hẳn là hấp thu chính đạo long mạch long khí, cho nên mới sẽ dị hóa. Sĩ tử dừng bước. Bọn hắn đi tới Thái học viện tòa thứ nhất đại điện, tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, tả hữu rộng chừng trăm trượng, đến mức trước điện bình đài cũng cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người. Tần Mục bốn phía nhìn lại, vừa rồi những cái kia sớm lên núi thần thông giả đồng thời không ở nơi này, thần thông giả khảo hạch nội dung hẳn là cùng bọn hắn không giống. Tòa này trước điện đứng đấy 99 vị đạo nhân, mỗi vị đạo nhân phía sau đều đứng thẳng một tôn thần, đó là bọn họ nguyên khí biến thành thần chỉ, chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới, nổi giữa không trung, rất là vạm vỡ hùng tráng. Lợi hại. Tần Mục trong lòng giật mình, cái này 99 vị đạo nhân bản lĩnh không tầm thường, nguyên khí biến hóa, chỉ sợ đã đến gần như thiên nhân cảnh giới, mỗi một vị đạo nhân thực lực chỉ sợ đều không thể so với thiên ma giáo đường chủ kém. Thái học viện, quả nhiên không hổ có thiên hạ đệ nhất thánh địa chí cao học phủ thanh danh tốt đẹp. Cái này 99 vị đạo nhân vẫn là không có đến tương long thành chủ phó vân địch mức độ, phó vân địch sau lưng tám tay tám đầu thiên thần hư ảnh hiện ra hoàn toàn, như là thực chất, đáng sợ vô cùng, Hiển nhiên những này đạo nhân muốn so phó vân địch kém một hai cái cấp bậc. Chỉ là, cái này 99 vị đạo nhân nguyên khí biến thành thần chỉ, vì cái gì giống nhau như đúc. Tần mục nhíu nhíu mày, bọn hắn nếu rơi vào tay đối thủ thăm dò nội tình, chẳng phải là muốn giết thế nào liền giết thế nào. Dạng này đạo nhân, bà bà có thể một cái tay giết 10 cái. Thiếu niên thầm nghĩ. Quốc sư mở rộng tiểu học đại học, cũng có hắn không tốt chỗ, cái kia chính là truyền thụ cho võ học thần thông quá một loại tần mục bắt đầu cảm thấy môn phái cũng có môn phái chỗ tốt dù sao các môn các phái sở học sở trường khác biệt bản lĩnh cũng thiên kỳ bách quái đương nhiên tiểu học đại học tác dụng vẫn là cực kỳ cường đại có thể để cho càng nhiều sĩ tử không đến mức bị mai một tài năng dù sao lúc trước môn phái thu nhận đệ tử dù sao cũng là số ít mà bây giờ các nơi đều có tiểu học đại học người mới xuất hiện lớp lớp cái này 99 vị đạo nhân đứng thẳng bất động, đột nhiên riêng phần mình phía sau nguyên khí biến thành thần chỉ bay ra, rơi vào trước điện từng cái hình tròn trên bình đài. Cầm đầu một vị đạo nhân trầm giọng nói. Các nơi sĩ tử, 10 người một tổ, phân loại tiến lên, sự xuất các ngươi mạnh nhất chiêu thức, riêng phần mình công kích trước mặt thần chỉ hư ảnh. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng đi ra, bất kể thần đạo vẫn là ma đạo Phật đạo, cứ việc thi triển, không gì kiên kỵ thần chỉ hư ảnh cũng sẽ hướng các ngươi công kích, 10 người còn một, trên đài còn lại một người, người này liền coi như là qua ải. Trước điện sĩ tử xôn xao, kháng trụ thần chỉ hư ảnh công kích, 10 người còn một, cửa này sau vừa rồi một cửa ải kia còn tàn khốc hơn. Vừa rồi bên trên sườn núi một cửa ải kia đã đào thải đi một nửa sĩ tử, mà cửa này lại muốn đào thải đi chính thành sĩ tử. Mọi người bối rối một phen, riêng phần mình phân đội lên đài, vệ dung vội vàng rời tầng mục xa một chút, leo lên một cái khác bình đài. Tầng mục đứng trên đài, cũng không lâu lắm, hắn cái này hình tròn trên bình đài đã có 10 người, mà cái khác 98 tòa trên bình đài cũng đều có 10 vị sĩ tử. Bắt đầu. Một đạo nhân quát. Tiếng nói của hắn vừa dứt, từng cái trên sân khấu, 99 tôn thần chỉ hư ảnh tề động, hướng trên đại sĩ tử công tới, mọi người nhao nhao chống lại. Nhưng vào lúc này, tần mục thân pháp giống như quỷ mị, hiện lên thần chỉ hư ảnh công kích, tại trên sân khấu chạy, trường đã đoạn kháo, bành 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 liên tục chín tiếng bạo hưởng truyền đến, chín bóng người bay ra, ngã ra sân khấu. Cùng hắn cùng đại sĩ tử, không có bị thần chỉ hư ảnh đánh ra sân khấu, lại bị hắn hết thảy đánh ra ngoài. Trên sân khấu, tôn này công hướng tần mục thần chỉ hư ảnh đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích. Người qua ải. Trước điện, cái kia 99 vị đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, cầm đầu đạo nhân trầm giọng nói. Tần mục hướng hắn không người thi lễ, đi xuống đài. Đạo nhân kia sắc mặt hơi trầm xuống, hướng bên cạnh đạo nhân thấp giọng nói. Ta xem thiếu niên này tâm thuật bất chính, có chút tà tính. Trên đài những người khác tại hợp lực đối kháng thần chỉ hư ảnh công kích, duy chỉ hắn hướng những người khác ra tay. Đang nói, cái khác trên sân khấu truyền đến từng tiếng kinh hô, lại là cái khác sĩ tử học theo tại thần chỉ hư ảnh công kích đến đồng thời hướng cùng đài sĩ tử lạnh lùng hạ sát thủ ngắn phút chốc liền có mấy trăm người bị bức ép bên dưới sân khấu qua không lâu cửa này khảo hạch kết thúc chỉ còn lại có trên dưới một trăm người có thể thông qua khảo hạch đều là ngũ diệu cảnh giới sĩ tử đã không có linh thai cảnh giới sĩ tử có thể qua ải tần mục nhìn lại chỉ thấy vệ dung cũng thuận lợi qua ải cái này tai to mặt lớn thiếu niên tu vi quả thực rất cao thâm không hổ là xuất từ giang lăng vệ gia sĩ tử. Rất nhiều đạo nhân kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đang yên đang lành khảo hạch diễn biến thành cái dạng này. Sau một lúc lâu, một đạo nhân cao giọng nói. Qua ải sĩ tử vào điện, cái khác sĩ tử xuống núi. Tần mục cùng cái khác sĩ tử hướng về phía trước đại điện đi đến, luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 99 vị đạo nhân ánh mắt đều rơi trên người mình tầng mục sửa sang lại quần áo, không có phát hiện cái gì dị thường, hướng những cái kia đạo nhân đáp lại sáng lạng nụ cười, sau đó đi vào đại điện. Ta tính, ta tính. Phía sau, cái kia 99 vị đạo nhân trăm miệng một lời. Cầm đầu đạo nhân kia tại danh sách bên trên tầng mục tên phía sau viết lên lời bình, đem danh sách quăng lên, giữa không trung một con tiên hạt bay tới, ngậm đặt tên sách bay qua đại điện hướng trong núi bay đi. Như thế ta tính thiếu niên, tốt nhất vẫn là ở nửa đường bên trên quét đi miễn cho làm hại chúng ta thái học viện bại hoại thái học viện thanh danh hy vọng đằng sau giám khảo có thể đem hắn quét xuống tần mục cùng rất nhiều sĩ tử đi vào đại điện vẫn là không có nhìn thấy lúc trước lên núi một nhóm kia lục hợp cảnh giới sĩ tử những này sĩ tử đều là thần thông giả nghĩ đến khảo hạch nội dung cùng bọn hắn cũng không giống nhau tần mục bốn phía nhìn lại chỉ thấy tòa đại điện này trên cây cột vẽ lấy một chút bích họa Thiên Kỳ Bách Quái nghi ngờ nói: Cửa này kiểm tra cái gì? Vệ Dung cười nói: Thái học viện mỗi một năm kiểm tra đồ vật cũng không giống nhau, ai cũng không biết hội khảo cái gì. Nếu như biết đề thi, cũng liền không như vậy khó đi vào thái học viện. Tần Mục gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi rung, những cây cột này bên trên bích họa lại là một chút công pháp nguyên khí hành công đồ. Mỗi tấm đồ đều là khác biệt công pháp hành công lộ tuyến hắn từng cái nhìn lại, trong lòng có chút chấn động, Thái học viện đem những công pháp này hành công đồ khắc ở đây, không khỏi cũng quá yên tâm chứ. Liền không sợ bị người nhìn trộm đi. Tòa này trong điện nguyên khí hành công đồ đều là tàn đồ. Bên cạnh một vị sĩ tử nói. Mỗi một loại công pháp đều là không hoàn toàn. Nghe là quốc tử đại tế tử vơ vét thiên hạ tàn công, đem những công pháp này tàn đồ khắc ở đây. Tần mục đột nhiên lưu ý đến một bức đồ án, Trái tim nhảy lên kịch liệt một cái, bức đồ án này là bá thể tam đang công hành công đồ. Lập tức hắn nhíu nhíu mày, bản vẽ này hẳn là bá thể tam đang công lục hợp cảnh giới hành công đồ, cũng không phải là hắn cần nhất ngủ diệu cảnh giới hành công đồ. Chẳng lẽ nói tổ sư ở nơi nào phát hiện bá thể tam đang công hành công đồ, cho nên khắc ở đây. Như vậy tổ sư có biết hay không cái khác hành công đồ? Vô luận như thế nào, ta đều muốn trở thành thái học viện thái học sĩ, nhìn thấy tổ sư bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 116 Xích tử chi tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 116 Xích tử chi tâm tần mục dụng tâm nhớ, đem trên cây cột bá thể tam đang công lục hợp cảnh giới hành công độ ghi nhớ. Hắn tại trấn ương cung lấy được bá thể tam đang công ngủ dịu cảnh giới tàn độ, lại thêm lục hợp cảnh giới hành công độ. Tàn đồ bên trong không có thể hiểu được bộ phận dần dần rõ ràng, chỉ là muốn đem tàn đồ bù đắp vẫn là rất không có khả năng. Thiếu niên tổ sư đã gặp qua bá thể tam đang công hành công đồ, nói không chừng hắn nơi nào còn có ngủ diệu cảnh giới tàn đồ, dù là không được đầy đủ, nói không chừng cũng có thể cùng tầng mục biết tàn đồ cùng một chỗ đem ngủ diệu cảnh giới bù đắp. Việc quan hệ hắn tu hành, hắn nhất định phải dụng tâm. Đột nhiên, sau điện đi tới một vị hòa thượng, trầm giọng nói. Cái nào là Giang Lăng Sĩ Tử? Giang Lăng Sĩ Tử ra khỏi hàng, các ngươi không cần qua cửa ải này, đi cửa ải tiếp theo chờ. Vệ Dung ngẩn ngơ, cùng cái khác hai vị sĩ tử đi ra, hướng trong điện đi đến, quay đầu lại nói: "Tần huynh đệ, chớ có ôn ao." Hòa thượng kia trầm giọng nói: "Giang Lăng Sĩ Tử thương vong thảm trọng, tiếp sau có thể không cần lại kiểm tra." Những người khác ở lại chỗ này chờ khảo hạch tần mục không khỏi kinh ngạc thái học viện bên trong lại còn có hòa thượng hắn nhìn thấy nhiều như vậy đạo nhân vốn cho là nơi này tuy có thái học viện tên kỳ thực là đạo gia địa phương không nghĩ tới còn có thể ở đây nhìn thấy hòa thượng thái học viện tăng đạo hợp lưu đại lôi âm tự không biết làm sao nghĩ hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây sau điện lại đi tới một vị hoàng bạo tăng nhân mi cốt cao gồ lên trường mi bồng bệnh, cầm trong tay danh sách đảo mắt một vòng sáng như tuyết ánh mắt đem trong điện sĩ tử trấn trụ, mở miệng nói. Cửa này, khảo nghiệm tâm tính. Thanh âm của hắn như là hồng chung đại lữ âm vang van vang vọng, chấn động đến trong điện mạng nhĩ mọi người ông ông, trong ý nghĩ trống rỗng. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, mặt mày buông xuống, nói. Ta đọc kinh chứa đựng chân ngôn, các ngươi nếu là không chịu nổi liền rời khỏi đại điện, có thể thừa nhận được lại ta bản kinh văn này, có thể đi cửa ải tiếp theo hắn chắp tay trước ngực, tay nghĩ lại châu, không nhanh không chậm nói. Phật nói với tu Bồ Đề, chư Bồ Tát, mà Hà Tát, ứng như là hàng phục hắn tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như đẻ trứng, như đẻ con, như ẩm ướt sinh, như hóa sinh, nếu có sắc, như vô sắc, nếu có muốn, như vô tưởng, nếu không có muốn, không phải vô tưởng, ta đều lệnh vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ chi. Như là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thực không chúng sinh đến diệt độ người. Tại sao cố? Phật âm chấn động, mỗi một câu chân ngôn đều tự như một tôn như lai tới, từ thanh âm bên trong đánh vào trong điện tất cả sĩ tử trong ốc, đánh vào thân thể của bọn hắn, đánh vào nguyên khí của bọn họ, linh thai thần tàn, ngũ diệu thần núp bên trong. Thậm chí liền bọn hắn tưởng niệm bên trong cũng xuất hiện từng tôn như lai đại Phật, ánh sáng chiếu rọi. Cái này chấn động càng ngày càng mạnh mạnh đến để cho người ta không chịu nổi, chấn động tiếng để bọn hắn khí huyết lưu động, nguyên khí tán loạn, thần tàn khó thủ. Muốn đối kháng tiếng tụng kinh cũng là vô cùng khó khăn, tâm niệm của bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, phản phất hết thảy ý tưởng đều bị chiếu lên rõ ràng, không có nửa phần bí mật. Rốt cục, có một cái sĩ tử nhìn không được đứng dậy, hướng ngoài điện chạy như điên. Tiếp tục nghe cái này hoàng bào tăng nhân niệm kinh hắn chỉ sợ nguyên khí của mình sẽ trực tiếp sụp đổ, thần tạng cũng sẽ bị Phật âm chiếm cứ, nói không chừng cơ bắp tóc da xương cốt kinh mạch đều sẽ bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Cái này sĩ tử vừa mới vọt ra đại điện, lại có mấy người chịu đựng không nổi, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài chạy, còn chưa chạy ra đại điện liền nhịn không được qua qua nôn mửa lên, hận không thể đem bản thân tim gan tỳ phổi thận đều phun ra. Cái kia hoàng bào tăng nhân không hề bị lay động, tiếp tục niệm tụng chân kinh, Phật môn chân ngôn không ngừng oanh minh, thanh âm càng ngày càng nặng, càng nhiều sĩ tử chạy ra đại điện, chật vật không chịu nổi. Trong bất tri bất giác, trong điện chỉ còn lại có hơn 20 người, tầng mục ngồi trong điện, cái kia Phật âm vỡ bờ mà đến, chấn động hắn hết thảy, thiếu niên không hề bị lay động, đọc thầm ma ngữ, cùng Phật âm dặn có không dưới, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, đánh cho quên cả trời đất. Cái này Phật âm đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, không cách nào đối ý thức của hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Sau một lúc lâu, tần mục lại đổi thành bản thân học được thần ngữ, cùng Phật âm đỏ sức, đánh đến túi bụi. Lại qua thật lâu, cái kia hoàng bào tăng nhân chân mày cau lại, mở mắt nhìn về phía tầng mục bên này, chỉ thấy Tần mục bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn trên cây cột bích họa, tự hồ đối với tiếng tụng kinh của chính mình không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lúc này trong điện chỉ còn lại có hơn 10 người kỳ quái, hắn lời bình bên trên rõ ràng viết là tà tính, trọng điểm quan sát chữ, nếu như quả thật nội tâm tà ác, há có thể tại ta Phật âm bên dưới chống đỡ lâu như vậy. Cái kia hoàng bào tăng nhân cực kỳ không hiểu, trong miệng Phật âm bất giác chậm lại, thầm nghĩ. Hắn hiện tại một điểm tà tính cũng không có, nếu như ta tận lực để hắn biết khó mà lui. Chỉ sợ điện này bên trong tất cả sĩ tử đều muốn bị bức ra đại điện, không người có thể qua ải. Hắn dừng lại, đứng lên nói. Các ngươi qua ải, từ hậu điện ra ngoài, đi cửa ải tiếp theo. Mọi người như trút được gánh nặng, nhau nhau đứng dậy, bất giác ở giữa cả người mồ hôi tràn trề, ướt đẫm quần áo. Chỉ có tầng mục dường như không hề có cảm giác, tí xíu mồ hôi cũng không có xuất hiện. Cái kia hoàng bạo tăng nhân lại dò xét hắn vài lần, lấy ra danh sách, tại tên của mỗi người tiếp sau ghi chú, ghi đến tầng mục lúc, hoàng bạo tăng nhân chần chờ một cái, nâng bút viết xích tử chi tâm, không bị ngoại động. Tăng nhân từ sau điện đi ra, đem danh sách quăng lên, giữa không trung tiên hạt bay tới, câu lên thư bay lên trên đi, cái này hoàng bạo tăng nhân lại trở về trong điện. Con tiên hạt kia bay đến giữa sườn núi, đáp xuống một ngôi đại điện trước, tiên hạt hàm thư, đem thư giao cho một cái đi tới đồng tử, cái kia đồng tử cuốn quít vào điện, đem thư hiến cho trong điện một vị đạo nhân trung niên. Lăng Vân Sư Tôn, danh sách tới. Lăng Vân đạo nhân lật ra danh sách, cười nói: "Hàng năm thái học viện đều muốn cho ra 10 cái danh ngạch, từ linh thai cảnh cùng ngũ diệu cảnh sĩ tử bên trong chọn lựa tài năng xuất chúng con cháu. Không biết năm nay đều có người nào mới?" Hắn dần dần nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Còn thừa lại 14 người, đánh giá cũng rất cao, năm nay mặc dù náo động, người mới không bằng những năm qua, nhưng là cũng có chút đáng giá chú ý thiếu niên anh tài." "À, hắn tiếp cận tần mục tên, sắc mặt cổ quái, một hàng chữ lật tới lật lui nhìn rất nhiều lượt, có chút không hiểu. Cái này gọi tần mục là chuyện gì xảy ra? Nói thế nào hắn tà tính, muốn trọng điểm quan sát, vì cái gì còn nói hắn xích tử chi tâm, không bị ngoại động. Bọn gia hỏa này, lung tung ghi bình. Cái kia đồng tử nói. Lão sư, giang lăng ba cái sĩ tử đã bị dự định, lão sư cửa này muốn đào thải đi bảy người. Hơn nữa, thiên sách tướng quân nói nhà hắn cô nương cũng tới hội khảo, xin lão sư chiếu cố nhiều hơn. Còn có thái úy phủ cũng gửi thư, nói là có cái tôn nhi muốn đi vào thái học viện tu hành. Còn có phiêu kỵ đại tướng quân, kinh thành tần gia, cùng trấn an tự vương gửi thư nói, trấn an vương tiểu công tử cũng muốn. Lăng vân đạo người đau đầu vô cùng, nói. Bọn hắn đều muốn tiến vào thái học viện, lai lịch đều rất lớn, mặc kệ như thế nào đều lớn hơn ta, Giang Lăng ba cái sĩ tử đã chiếm ba cái danh ngạch, đây là quốc sư mặt mũi. Mười cái danh ngạch chỉ còn lại có bảy cái, chỗ nào có thể an bài nhiều người như vậy? Cái này tần mục là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là kinh thành tần gia? Cái kia đồng tử lắc đầu nói. Tần gia nói, tần gia công tử gọi là tần ngọc, cái này tần mục hẳn là cùng tần gia không có liên quan, hắn hộ tịch là lệ châu phủ. Lăng vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, nói chỉ có thể oan ức hắn đợi chút nữa để hắn qua không được ta cửa này chính là còn có cái nào là không có bối cảnh còn có đinh sơn đinh hạ cái này hai huynh đệ cùng cái này gọi là tư vân hương nữ tử mặt khác có bối cảnh nhưng là bối cảnh không lớn còn có mấy người kia người này là yến sơn phủ mục thân thích còn có nàng là vũ đô phủ doãn họ hàng lăng vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra nói tam phẩm nhị phẩm quan mặc dù cũng tùy tiện không thể đắc tội nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đắc tội tần mục tra hậu điện ngẩng đầu chính là một đoạn đường núi hơn mười vị sĩ tử cùng một chỗ leo về phía trước cũng không lâu lắm liền thấy phía trước đột nhiên trở nên trải phẳng thác nước từ ngọc bích bên trên phủ xuống phi quỳnh tiết ngọc đón thái dương chiếu một cái tỏa ra ánh sáng lung linh sáng lạng phi thường để tần mục đám người cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng thật sự là thần tiên thánh địa tỷ tỷ, ngươi cũng họ tư. Tần mục nhìn bên cạnh thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi. Tư cái họ này rất ít gặp đâu, ta có cái thân nhân liền họ tư. Bên cạnh hắn nữ hài gọi là tư vân hương, là một cái dịu dàng ít nói thiếu nữ, con mắt rất lớn. Tư họ nhân số không nhiều, loại trừ tư bà bà bên ngoài, tần mục vẫn là lần đầu gặp được họ tư người, nhìn không được nhiều dò xét vài lần, tiến đến trước gót chân nàng đáp lời cái kia tư họ thiếu nữ dường như phát giác được ánh mắt của hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc cúi đầu đi về phía trước đối với hắn không đáp không để ý tới nàng xấu hổ không phải bà bà đóng giả tần mục nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ bà bà chưa từng xấu hổ bà bà hiện tại tàn lão thôn không thể rời bỏ đại khư càng không khả năng chạy tới nơi này nếu như là bà bà căn bản sẽ không dùng tư cái họ này bởi vì ta sẽ hoài nghi a à ha ha, thật sự là ta đang nghi ư. Hắn hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ, nghe được cái này gọi tư vân hương nữ hài tên, liền có chút hoài nghi, cho nên tiến lên thăm dò. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một ngôi đại điện trước, chỉ thấy một cái đồng tử tay nâng danh sách, hướng bọn hắn xem ra, cất cao giọng nói. Các vị sĩ tử, cửa này khảo hạch nghiêm ngặt, có thể sẽ có thương vong, có muốn rời khỏi sao? Chú, kinh văn xuất từ Phật môn Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh. Trạch Trư cẩn thận đọc bản kinh văn này, phát hiện Trạch Trư tiền văn bên trong viết phạn văn ma ngữ viết sai, tác cái chữ này hẳn là phép đảo, Kim Cương Kinh bên trong có ma ha tác, mặt chữ ý là sáng tạo lớn. Tác ma gia hẳn là ma gia tác, phía sau văn bên trong đổi thành ma gia tác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 117 kiếm quét thiên cương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 117 Kiếm quét thiên cương trước điện, 14 vị sĩ tử đều là trầm mặt, không có người rời khỏi. Cái kia đồng tử lộ ra nụ cười, nói. Đã không có người rời khỏi, như vậy cửa này liền có thể bắt đầu. Sư Tôn Lăng Vân Đạo Nhân từ trong điện đi ra, ánh mắt tại tầng một bọn người trên thân chuyển một vòng, cười nói. Phía trước mấy quan, khảo nghiệm các ngươi kiến thức cơ bản, nhanh nhẹn linh hoạt, cùng tâm tính. Cửa này, khảo nghiệm thực lực của các ngươi. Các ngươi tuy là sĩ tử, nhưng là có thể đến nơi đây đã không thể tầm thường so sánh, thực lực của mỗi người đều rất kinh người. Ta là thuần dương điện điện chủ, cửa này, ta tự mình ra trận, khảo nghiệm các ngươi. Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau, một cái sĩ tử thấp giọng nói. Không công bằng. Lăng Vân đạo nhân mắt sáng lên, ha ha cười nói. Tự nhiên là không công bằng. Các ngươi đến từ tiểu học đại học, không thể cùng thái học viện đánh đồng, mà ta lại là thái học viện quốc tử giám, đọc nhiều thái học viện tàn kinh, cho dù là cùng cảnh giới cũng muốn vượt qua các ngươi nhiều vô số. Cho nên lần khảo hạch này, các ngươi chỉ cần ở dưới tay ta kiên trì ba chiêu, ba chiêu bất bại, các ngươi liền coi như là qua ải. Hắn ôn hòa cười nói. Ta tự phong tu vi, chỉ lưu lại ngũ diệu cảnh giới, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Hắn nói như vậy, chúng sĩ tử đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là cùng cảnh giới đỏ sức, như vậy bọn hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Dù sao bọn hắn tại riêng phần mình tiểu học trong đại học, cũng đều là tài năng xuất chúng võ giả võ sư, bọn hắn có lòng tin này. Lăng Vân Đạo Nhân cũng là mỉm cười, yên lòng, tuy nói là cùng cảnh giới, tuy nói là ba chiêu, nhưng là trong này có thể thao tác không gian cũng lớn, ba chiêu ở giữa, hắn có thể thông dong nhường để cho người ta nhìn không ra sơ hở cũng có thể ba chiêu đào thải cái khác sĩ tử hắn dù sao cũng là thái học viện quốc tử giám cùng cảnh giới mặc dù không dám nói vô địch nhưng cũng là thiên hạ ít có đinh sơn ngươi cái thứ nhất tới lăng vân đạo nhân tự phong tu vi trầm giọng nói đồng nhi lấy kiếm gỗ tới cái kia đồng tử mang tới hai cái bằng gỗ hộp kiếm đem hộp kiếm dựng thẳng trên mặt đất Lăng vân đạo nhân chỉ một ngón tay, một đạo mảnh như mảy may nguyên khí tơ bay ra, từ một cái hộp kiếm trung quyển ra một cái kiếm gỗ, nói. Cái này hộp kiếm bên trong tất kiếm 36 miệng, chính thích hợp thiên cương kiếm pháp, người có thể đem hộp kiếm cổng lên người, thuận tiện ngươi vận dụng. Mà ta, chỉ cần một cây kiếm liền là đủ. Cái kia tên là Đinh Sơn Sĩ Tử Tiến lên, đem hộp kiếm lưng tại sau lưng, hướng lăng vân đạo nhân không người thi lễ, lập tức quát một tiếng, thôi động thiên cương kiếm pháp từng cái kiếm gỗ từ hộp kiếm bên trong bay ra thiên cương kiếm pháp là các nơi sĩ tử bắt buộc kiếm pháp tần mục sớm tại bay hướng kinh thành lâu thuyền bên trên liền đã gặp loại kiếm pháp này lần thứ nhất nhìn thấy lúc trong lòng của hắn còn khiếp sợ qua cảm khái duyên khang quốc võ giả đều ghê gớm tùy tiện một võ giả liền có thể thi triển ra kiếm pháp tinh diệu như thế bất quá khi hắn nhìn thấy hầu như tất cả sĩ tử tu luyện đều là thiên cương kiếm pháp về sau hắn ý nghĩ trong lòng liền là như vậy sĩ tử một cái tay có thể đánh mười cái đinh sơn thi triển ra thiên cương kiếm pháp ba mươi sáu miệng kiếm gỗ trên dưới tung bay uy lực nhưng cũng không yếu nhưng là hắn vừa mới thi triển ra bộ kiếm pháp kia tần mục liền biết hắn tuyệt đối ngăn không được lăng vân đạo nhân ba chiêu thậm chí liền một chiêu cũng ngăn không được suy lăng vân đạo nhân lấy khí ngự kiếm một kiếm đâm ra kiếm gỗ xảo trá cực kỳ như thiểm điện xuyên qua ba mươi sáu miệng kiếm gỗ đâm trúng đinh sơn ngực đem thiếu niên này đâm vào bay ngược mà đi phù phù một tiếng đập rơi xuống đất nửa ngày không có đứng lên tu vi không kém lăng vân đạo nhân gật đầu cười nói cái khắc sĩ tử trong lòng nghiêm nghị lăng vân đạo nhân kiếm pháp đi vào hóa cảnh cái gọi là xuất thần nhập hóa hóa ý tứ chính là hóa cảnh hóa thành một cảnh tự thành thế giới đến loại cảnh giới này đã không câu nệ tại kiếm pháp tiện tay chính là kiếm pháp đáng sợ hơn chính là, Lăng Vân Đạo Nhân cứ việc phong ấn bản thân cái khác thần tàng, chỉ lưu lại linh thai cùng ngũ diệu thần tàng, tu vi của hắn cũng là cực kỳ hùng hậu, muốn tại phía xa đinh trên núi. Chuyện này quá đáng sợ, thật có người có thể bù đắp được lại hắn ba chiêu. Lăng Vân Đạo Nhân ánh mắt chấp động, nói. Đinh Sơn, đem cái hộp kiếm lưu lại, người có thể xuống núi. Vị kế tiếp sĩ tử, Tần Ngọc. Tần Ngọc tần mục giật mình nhìn về phía đi ra đội ngũ thiếu niên thiếu niên kia anh tuấn bất phàm dung nhan xinh đẹp nho nhã có một loại không kiêu ngạo không tự ti khí độ khuôn mặt của hắn cho tần mục một loại cảm giác quen thuộc có chút giống tần phi nguyệt tiểu tần tướng quân tần mục thầm nghĩ tần ngọc tiến lên đem hộp kiếm vác lên không người thi lễ lăng vân đạo người cười nói ngươi tuy là tần gia người tần gia tại triều chính bên trong quyền lớn thế lớn nhưng trận này đại khảo ta cũng sẽ không nương tay. Ngươi đưa ngươi mạnh nhất bản lĩnh thi triển đi ra, nếu không sẽ cùng Đinh Sơn một cái kết cục. Tần Ngọc xưng phải, thò tay từ phía sau lưng rút kiếm, một cái kiếm gỗ nắm trong tay, đồng thời lại có 35 miệng kiếm gỗ bay ra, không có kết xuất thiên cương kiếm trận, ngược lại từng cái kiếm như là giống như du lông, rất là linh động, nhưng là loại kiếm pháp này lại không phải tiểu học đại học truyền lại kiếm pháp. Loại kiếm pháp này cho dù là Lăng Vân đạo nhân cũng chưa từng gặp qua, chỉ cảm thấy cái này kiếm gỗ mỗi một chiếc đều như cùng một cái du lông, mà những này kiếm gỗ kết hợp với nhau, chính là một con rồng lớn, tập hợp 35 miệng kiếm gỗ chi lực, uy lực rất là bất phàm. Tần Ngọc quát một tiếng, nguyên khí bộc phát, Bạch Hổ nguyên khí đột nhiên biến đến vô cùng tràn đầy, nguyên khí xâm nhập những cái kia kiếm gỗ bên trong, vậy mà để kiếm gỗ nhiễm lên kim sắc, như là từng cái kim kiếm. Hiện tại cái này 36 miệng kiếm gỗ, giống như thắng kim thiết, tại hắn thao túng bên dưới hướng lăng vân đạo nhân công tới. Lăng vân đạo nhân khen một tiếng, thầm nghĩ. Đây không phải tần gia kiếm pháp, hẳn là hắn có kỳ ngộ khác, ngộ đến du long hình thái kiếm pháp. Coi như tần gia không truyền tin tới để cho ta chiếu cố tần ngọc, hắn cũng có tư cách trở thành thái học viện thái học sĩ. Tần ngọc đi là chiến kỷ lưu phái cùng thần thông lưu phái cùng sử dụng con đường, kiếm pháp có như du lông phi thường sắc bén lợi hại, 35 miệng kiếm gỗ tung bay bơi lội, giống như là 30 năm con rồng nhỏ, mà kiếm gỗ thỉnh thoảng hai hai sát nhập, tam tam sát nhập, giống như mấy con rồng nhỏ sát nhập cùng một chỗ biến thành đại long, quy lực tăng gấp bội. Mà trong tay hắn kiếm gỗ thì càng là lăng lệ bá đạo, kiếm trong tay như là nhiều một đoạn cánh tay, chỉ đâu đánh đó, xảo trá dị thường, dùng chính là một loại lợi hại chiến kỹ. Một bên tầng mục trong lòng vi nhảy cái này tần ngọc gặp qua chân long đúng tần phi nguyệt từ đại khư bên trong đem dũng giang long vương con trai đầu kia bị huyền băng phong ấn ấu long đưa ra đại khư trở về duyên khang cái này tần ngọc kiếm pháp hẳn là từ đầu kia ấu long trên người tìm hiểu ra chẳng lẽ đầu kia ấu long được cứu sống loại trừ đầu kia bị đâm xuyên trái tim ấu long bên ngoài huyền băng bên trong còn phong ấn thái tử thiếu bảo cố liên noãn. tần mục trong lòng không khỏi lo sợ bất an đầu kia ấu long đã bị cứu ra, cố ly noãn tự nhiên cũng sẽ được cứu ra. Cố ly noãn xem như tổng nhất phẩm thái tử thiếu bảo, thực lực phi phàm, bản thân lừa gạt đi hắn thiếu bảo kiếm, liền võ kiếm cũng bị người què mò đi, nếu như cố ly noãn nhận ra mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lần này đại khảo cũng không mang theo thiếu bảo kiếm, cái kia cây bảo kiếm bị hắn đặt ở thính vũ các bên trong, do phó khánh dũng trong giữ dù sao thiếu bảo kiếm chính là tổng nhất phẩm đại quan bội kiếm, tuy nói biến mất mấy chục năm, nhưng khẳng định còn sẽ có người có thể nhận ra. Không biết cố ly noãn có còn hay không là thái tử thiếu bảo, mặc kệ hắn có phải hay không, hắn đều không phải là ta chỗ có thể chống đỡ, vẫn là trước tiên tìm đến tổ sư lại nói. Tần Ngọc cùng Lăng Vân Đạo nhân một trận chiến cực kỳ đặc sắc, đáng tiếc chỉ có ba chiêu, ba chiêu ở giữa hai người công thủ đổi mấy lần ba chiêu sau đó Lăng Vân Đạo Nhân thu kiếm, lại cười nói. Ngươi qua ải. Tần Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm gỗ thu hồi, buông kiếm hộp. Tần Mục khẽ nhíu mày, Lăng Vân Đạo Nhân cùng Tần Ngọc lẫn nhau có công thủ, thoạt nhìn cực kỳ đặc sắc, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác khác thường, dường như Lăng Vân Đạo Nhân không có sự xuất toàn lực. Tần Ngọc chiêu thức quả thực rất là tinh diệu, nhưng là tu vi cũng không so vừa rồi cái kia đinh sơn cao ra bao nhiêu, Lăng Vân Đạo Nhân hoàn toàn có thể dùng bản thân hùng hồn tu vi tới áp chế Tần Ngọc, nhưng lại nhưng dùng một cây kiếm cùng đối phương 36 cây kiếm so đấu kiếm pháp, cái này chẳng phải chỉ dùng của mình ngắn công đối phương đồn trưởng. Tần Mục tu vi rất mạnh, hơn nữa người mù đã đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp truyền thụ cho hắn, mặc dù hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng là nhãn lực lại là kinh người, có thể nhìn ra điểm này. Trong này có chuyện ấn ở bên trong. Kế tiếp, Tần Mục lăng vân đạo người cười nói tần mục tiến lên đang muốn đi đem hộp kiếm vác lên lăng vân đạo có người nói ngươi cũng họ tần tần mục ngẩng đầu hướng hắn xem ra gật đầu nói ta họ tần lăng vân đạo nhân mỉm cười nói đáng tiếc không phải tần gia tần tần mục nhíu nhíu mày không có đi bị hộp kiếm chất phát cười nói lão sư ta tương đối đần ưa thích nhiều có thể hay không hai cái hộp kiếm đều cho ta dùng?" Lăng Vân Đạo Nhân lơ đỉnh, cười nói: "Ngươi cứ việc cầm đi dùng, ta một cái kiếm gỗ đã đủ." Tần Mục đem khác một cây kiếm hộp cũng chuyển tới, đặt ở chân mình một bên, nguyên khí bay ra, to bằng cánh tay nguyên khí tơ xâm nhập bên trong một cái kiếm trong hộp, một cái kiếm gỗ bay ra. Lăng Vân Đạo Nhân bật cười nói: "Ngươi luyện thế nào? Thầy giáo không có dạy qua ngươi tinh luyện nguyên khí?" luyện khí thành tơ ư tần mục hạ thấp người thi lễ chất phát cười nói chưa từng học qua đây lão sư mời lăng vân đạo nhân chấp hai tay sau lưng khó mà nhận ra nguyên khí dây lụa lấy kiếm gỗ tại trước người sau người tới lui cười nói ngươi có thể xuất thủ tần mục tay phải chập ngón tay véo thành kiếm quyết nguyên khí đột nhiên bộc phát cực kỳ dữ dằn một cước bước ra kiếm trong tay phải quyết đâm về đằng trước kiếm quyết hướng lên vẫy một cái. Suy, màn nhĩ mọi người cơ hồ bị kiếm gỗ phá không phát ra tiếng rít đâm vào nổ tung, lăng vân đạo người giật mình trong lòng, vội vàng thôi động kiếm gỗ liền chặn, nhưng ngăn cản cái không, tiếp lấy liền bị tầng một kiếm gỗ bốc lên, bay lên trên trời. Khiêu kiếm thức. Tần mục mặt không biểu tình, kiếm chỉ đâm hướng về phía trước đi, lăng vân đạo nhân vừa mới bị đâm tới giữa không trung, còn không tới kịp làm ra phản ứng, chiếc kia kiếm gỗ liền đã đâm trúng ngực của hắn đem hắn đâm vào bay ngược mà đi ầm vang đụng vào đại điện trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tầng một dậm chân hai cái hộp kiếm bị chấn động đến cách mặt đất ba thước hộp kiếm yếm khóa ba ba nổ tung từng cái kiếm gỗ như thiểm điện bắn ra kết thúc liên kết đâm vào đại điện bên trong ối chao ối chao ối chao liên tiếp kiếm gỗ đâm trúng kiếm gỗ phá vỡ tiếng vang từ trong điện truyền đến trong chớp mắt hai cái hộp kiếm liền rỗng tuếch 71 miệng kiếm gỗ hợp thành một đường, trước kiếm đâm trúng lăng vân đạo nhân ngực, lực lượng vừa mới dùng hết, phía sau kiếm liền đâm tới, phá vỡ trước kiếm tiếp tục đâm tại lăng vân đạo nhân ngực, liên tiếp, để cho người ta liền tức giận đều không kịp thở. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.